Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 186. Sáng sớm hôm sau, Ngô Bình bắt đầu kiểm tra bài tập của 10 người, kết quả tất cả đều đạt chuẩn. Thế là cậu lại dạy hai thức bộ pháp để họ tiếp tục tập luyện. Sau khi dạy vài lần, Đông Vương sai người bảo cậu sang chỗ ông ta, một nhóm người lái mấy chiếc xe chạy đến một bờ biển vàng rực. Đây là khu du lịch nổi tiếng, du khách tấp nập, có một trang viên bên bờ biển cách bờ biển không xa. Trong một tòa nhà sang trọng trong trang viên, Đông Vương và mấy người Ngô Bình gặp chủ nhân trẻ tuổi của đảo Hoan Không ở Đông Hải, một người đàn ông tóc bạc khoảng 20 tuổi. Bên cạnh người đàn ông tóc bạc là bốn người cấp dưới, vừa gặp Đông Vương, người đàn ông tóc bạc đã bật cười nói, Đông Vương, ngưỡng mộ danh tiếng của ông đã lâu, hôm nay được gặp ông là vinh hạnh của tôi. Thiếu đảo chủ này tên là Trần Tử Tu, nhà họ Trần kinh doanh đảo Hoan Không đã hơn 500 năm, trải qua 9 thế hệ, bây giờ vẫn nắm chắc quyền quản lý đảo Hoan Không. Đông Vương nói, thiếu đảo chủ Trần nói quá rồi, đảo Hoan Không vang danh hơn 500 năm, cao thủ trên đảo nhiều như nấm, thiên tài thì vô số, ngay cả bệ hạ cũng thường ngợi khen. Hai bên đều nói những lời tâng bê, nhau, sau hơn 10 phút nói toàn chuyện vô bổ, Đông Vương mới đi thẳng vào vấn đề, cậu chủ Trần, dạo gần đây người Phù Tăng ngày càng quá đáng, không chỉ đưa quân sang chiếm hai hòn đảo của Hạ Quốc, tôi còn nghe nói đã giết hai người của nhà họ Trần trên đảo Hoan Không các cậu trong một cuộc xung đột à. Trần Tử Tu khẽ thở dài nói, đó là hiểu lầm. Chúng tôi đã nhầm thuyền buôn của người Phù Tăng với hải tặc. Hai bên xảy ra mâu thuẫn với nhau gây ra thương vong, thật ra chuyện này đã kết thúc rồi. Đông Vương bật cười, xem ra nhà họ Trần dễ nói chuyện đấy chứ. Người khác nói gì, các cậu cũng tin cái đó. Trần Tử Tu nhíu mày, Đông Vương có ý gì? Đông Vương nhận lấy một phần tư liệu trong tay thuộc hạ rồi để lên bàn nói, cậu Trần xem cái này. Trần Tử Tu mở tập tài liệu ra, chỉ đọc lướt qua, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nghiến răng nói, người Phù Tang đúng là âm hiểm thật mà. Đông Vương, cậu Trần vốn dĩ nên ở trên con tàu đó, nhưng cậu lại không ở đó vì những lý do khác. Nhưng người Phù Tang không biết điều này nên chúng đã tấn công tàu buôn. Vì cậu Trần không thân thiện với người Phù Tang lắm nên người Phù Tang không muốn cậu kế thừa đảo Hoan Không. Ngược lại chúng đã ngấm ngầm ủng hộ cậu Tư nhà họ Trần. Cậu Tư nhà họ Trần là đứa con trai do người vợ thứ ba của chủ nhân đảo Hoan Không sinh, tên là Trần Tử Liệt, được đảo chủ Hoan Không vô cùng yêu thương, là một người mà Trần Tử Tu kiêng kỵ nhất. Từng câu từng chữ của Đông Vương vạch trần mọi chuyện, một phần tài liệu đã chỉ ra lợi và hại, thoáng chốc đã thay đổi suy nghĩ của Trần Tử Tu. Trần Tử Tu đóng tài liệu lại, anh ta bình tĩnh hỏi, Vương gia cho tôi xem mấy thứ này chẳng lẽ muốn giúp tôi? Đông Vương cười nói, tôi trước giờ luôn ủng hộ cậu Trần, nghe nói sức khỏe ông Trần ngày càng kém, tôi muốn xác định chủ nhân của hòn đảo càng sớm càng tốt. Trần Tử Tu, thế lực bên ngoài rất khó nhúng tay vào chuyện của đảo Hoan Không. Đông Vương ho khan một tiếng, Trần Tử Tu lập tức bảo người bên cạnh ra ngoài, chỉ để lại một mình Ngô Bình bên cạnh Đông Vương. Đông Vương, lúc này Trần Tử Liệt đang phong lưu vui sướng ở tỉnh Hải Đông. Bây giờ mấy người phụ nữ ở cạnh Ha đều là người của tôi. Trần Tử Tu giật thót, anh ta im lặng vài giây rồi hỏi, Vương gia nghĩ thế nào? Đông Vương, tối nay đảo chủ Trần phát bệnh, tôi đề nghị thiếu đảo chủ Trần lập tức quay về thừa kế vị trí đảo chủ. Còn Trần Tử Liệt, tạm thời hắn không thể quay về trong thời gian ngắn. Trần Tử Tu hít mắt, sao Vương gia biết bố tôi sẽ phát bệnh? Đông Vương cười nói, ba hôm trước có một vị thần y Đông Hải đến chữa bệnh cho đảo chủ Trần. Trần Tử Tu thở ra một hơi, nói, mặc dù Trần Tử Liệt không phải thiếu đảo chủ, nhưng nó cũng đã đào tạo được một thế lực lớn. Bây giờ dù tôi có về, e là cũng không thể thuận lợi thừa kế vị trí đảo chủ. Đông Vương, tôi đã suy xét đến điều này gì sau đó ông ta nhìn Ngô Bình. Ngô Bình lập tức hiểu ý, Đông Vương muốn cậu tham gia vào chuyện này. Nếu không cũng sẽ không dẫn cậu tới đây, còn để cậu nghe được nhiều chuyện bí mật như vậy. Cậu lập tức nói, Vương gia cứ dặn dò. Đông Vương rất hài lòng nói, Ngô Bình, cậu lấy thân phận là bạn đi theo thiếu đảo chủ về đảo Hoan Không, trợ giúp cậu ấy ngồi vào vị trí đảo chủ. Ngô Bình chớp mắt nói, Vương gia, chỉ một mình tôi e là không đủ nhỉ. Đông Vương lấy ra ba miếng bùa ngọc màu sắc khác nhau đưa cho cậu. Nói, nếu là phiền phức vặt vãnh thì cậu có thể dùng bùa ngọc màu trắng,
lúc đó sẽ có người xuất hiện làm theo lời cậu. Nếu là chuyện khá nan giải thì cậu có thể dùng bùa ngọc màu xanh, lúc đó sẽ có cao thủ ra mặt hỗ trợ cậu. Nếu là chuyện cực kỳ quan trọng và khẩn cấp, cậu cứ sử dụng bùa ngọc màu đỏ. Nhưng nếu không đến bất đắc dĩ thì vẫn đừng nên động vào bùa ngọc màu đỏ này thì tốt hơn. Ngô Bình, tôi hiểu rồi. Trần Tử Tu nhìn Ngô Bình, vẻ mặt hơi kỳ quái. Mặc dù anh ta không nói nhưng Đông Vương biết anh ta đang nghĩ gì, bèn nói, Ngô Bình là người có năng lực nhất bên cạnh tôi, cậu ấy rất mạnh, chuyến này chắc chắn có thể giúp chúng ta rất nhiều. Trần Tử Tu vẫn còn nghi ngờ, anh ta ngẫm nghĩ rồi nói, bên cạnh tôi có một vị cao thủ, có thể để anh ta và cậu Ngô so mấy chiêu không? Ngô Bình nói, không cần mấy chiêu đâu, người anh dẫn đến không ai có thể đỡ được một chiêu của tôi. Trần Tử Tu cảm thấy Ngô Bình đang khoác lác, bèn gọi một người đàn ông khoảng 30 tuổi đến nói, Lý Mục Ngư, anh đi so vài chiêu với cậu Ngô. Người tên là Lý Mục Ngư này có vóc dáng cao lớn, đầu chọc, tai và mũi đeo vòng vàng, cánh tay hắn khá to, Ngô Bình đứng trước mặt hắn vẫn thấp. Hơn nửa cái đầu. Ngô Bình nói, tôi đếm đến ba thì sẽ đánh một quyền, anh có thể đỡ được thì xem như tôi thua. 1, 2, 3. Cậu không đợi đối phương đồng ý đã bắt đầu đếm. Ngay khi chữ ba vừa kết thúc, cậu ra tung ra một quyền đánh vào bụng Lý Mục Ngư. Lý Mục Ngư không kịp phản ứng, trợn to mắt, sau đó cuộn người lại như một con tôm, vài giây sau kêu lên một tiếng kêu đau đớn và kiềm nén. Trần Tử Tu sững sờ, Lý Mục Ngư là thuộc hạ mạnh nhất bên cạnh anh ta, cũng là người anh ta tin tưởng nhất. Một cao thủ như vậy mà lại không thể đỡ được một chiêu của người này. Đông Vương cười hỏi, thiếu đảo chủ, thế nào? Trần Tử Tu vội dựng ngón cái lên nói, bái phục. Cậu Ngô, chuyện sau đó phải làm phiền cậu rồi. Ngô Bình nói, không dám. Đông Vương nói với Trần Tử Tu một vài chi tiết, sau đó đứng dậy rời đi. Mà ông ta vừa đi, Trần Tử Tu cũng dẫn Ngô Bình lên một chiếc thuyền buôn chạy về phía vùng biển rộng lớn. Trọng tải của con thuyền buôn này 10.000 tấn, tốc độ cực nhanh. Có thể di chuyển 2.000 km trong một ngày một đêm. Bầy bố trên tàu khá xa hoa, ngoài Trần Tử Tu ra, còn có cả trăm người bao gồm nhiều vệ sĩ và người giúp việc. Ngô Bình có một căn phòng của riêng mình ở tầng 2 của tàu, hai phòng ngủ một phòng khách. Vì buổi tối mới đến đảo Hoan không nên cậu bèn nghỉ ngơi trong phòng. Đến hơn 4 giờ chiều, Lý Mục Ngư gõ cửa đi vào nói, cậu Ngô, thiếu đảo chủ cho mời. Ngô Bình đi đến một căn phòng khách. Trần Tử Tu đang ngồi ở đó nhìn chằm chằm điểm sáng màu đỏ trên màn hình. Cậu Ngô, cách đây 300 dặm có một tàu buôn của Phù Tang, đối phương đang ép sát về phía chúng ta, anh ta nghiêm túc nói. Ngô Bình, thiếu đảo chủ, người Phù Tang lại muốn gây rắc rối cho anh sao? Trần Tử Tu nheo mắt, nói, đối phương có thể nắm rõ hướng đi của tôi, chứng tỏ có gián điệp trên tàu. Anh ta nhìn về phía một người trung niên trông như quản gia. Nói, lão viên, tìm cho ra tên gián điệp đó. Có vẻ như anh ta rất tin tưởng lão viên này, ông A gật nhẹ đầu, rồi quay đi. 10 phút sau, một người phụ nữ người đầy máu bị kéo vào sảnh, bà ta quỳ xuống một cái rầm, khẩn cầu, nô tỳ biết lỗi rồi, xin thiếu đảo chủ tha tội. Lão viên nói, thiếu đảo chủ, là bà ta đã gửi vị trí của người Phù Tang. Con trai bà ta thua rất nhiều tiền ở sòng bạc. Không trả nổi nên bị người Phù Tang bắt nhốt, để cứu con trai, bà ta đã đồng ý định kỳ báo cho người Phù Tang biết vị trí của thiếu đảo chủ. Trần Tử Tu bình thản, nói, đưa xuống trước đi, về đến đảo sẽ xử lý. Dạ, người phụ nữ bị kéo xuống, Trần Tử Tu đứng im tại chỗ như đang suy ngẫm gì đó. Một lúc sau anh ta hỏi, tàu của đối phương chạy nhanh hơn tàu chúng ta. Nếu như chúng ta cố hết sức quay về đảo Hoan không thì mất bao lâu đối phương sẽ đuổi kịp. Có người đáp, vẫn còn cách đảo Hoan không 4 tiếng 37 phút nữa, còn tàu của người Phù Tang thì sẽ mất chừng 3 tiếng 57 phút để đuổi kịp chúng ta. Trần Tử Tu, ông nghĩ chúng ta nên làm thế nào? Người đó nói, có thể xin đảo Hoan không chi viện, để họ phái cao thủ đến đón. Nếu như vậy thì sau 2 tiếng nữa, hai bên sẽ gặp nhau. Trần Tử Tu lắc đầu, không được, vẫn còn chưa biết tình hình trên đảo thế nào, chúng ta chưa chắc xin được viện binh. Ngô Bình đột nhiên nói, tôi thấy có một chiếc trực thăng trên tàu. Trần Tử Tu lắc đầu, trên tàu có đồ rất quan trọng, không thể để rơi vào tay người Phù Tang.
Ngô Bình rất tò mò, không kiềm được, hỏi, thiếu đảo chủ có thể nói cho tôi biết trên tàu có gì không? Trần Tử Tu do dự vài giây rồi nói, không có gì phải giấu cả, đấy là một miếng sắt thần khổng lồ, có thể dùng để đúc thần binh. Miếng sắt thần này cực kỳ quan trọng với đảo Hoan Không, nhất định tôi phải mang nó về. Ngô Bình nói, nếu như không thể bỏ lại tàu vậy thì cứ đối mặt với người phù tang. Mặc dù Trần Tử Tu biết thực lực của Ngô Bình rất mạnh, nhưng anh ta vẫn có chút không yên tâm. Ngô Bình nói, thiếu đảo chủ không cần lo lắng, dù không đánh lại đối phương thì tôi cũng có thể bảo vệ an toàn được cho thiếu đảo chủ. Trần Tử Tu thấy Ngô Bình tự tin như vậy thì thở phào, nói, được, vậy tôi đành nhờ hết vào cậu Ngô rồi. Sau đó, Ngô Bình quay về phòng. Thời gian này cậu cũng không rảnh rỗi, cậu tranh thủ luyện cho xong huyền ảnh công tầng 2 khôi ảnh. Sau khi trời tối, tàu của người phù tang chỉ còn cách họ mấy chục km, Ngô Bình liền đến trước mũi tàu, lúc này gió và sóng rất mạnh, khiến cậu cũng chao đảo theo. Đột nhiên, cậu nhìn về phía đông bắc, một luồng sáng bạc phút nhanh đến, hướng về phía thương tàu. Ngô Bình bay lên không, biến thành một cái bóng xám, phóng về luồng sáng bạc. Một âm thanh trầm thấp vang lên, xác của một nhẫn giả đập xuống mũi tàu, khiến sàn của mũi tàu lõm xuống. Sau đó, Ngô Bình từ từ đáp xuống, còn Trần Tử Tu cũng dắt theo người chạy đến. Lý Mục Ngư, chắc anh ta là người được người phù tang phái đi dò đường, tiếp theo đây sẽ có càng nhiều sát thủ đến hơn nữa. Ngô Bình bỗng nói, bật đèn. Trên tàu có một cột buồm cao mấy chục mét, bên trên có ngọn đèn rất sáng. Đèn vừa được bật lên thì toàn bộ con tàu đều được thắp sáng. Mặt nước xung quanh thương tàu đột nhiên phát nổ, 24 nhãn giả áo đen bay lên không trung, dưới ánh đèn, bóng họ in hết trên mũi tàu. Ngô Bình đứng im không động đậy, chỉ đảo mắt nhìn quanh, có khoảng 24 cái bóng màu xám bay vút qua chiếc bóng dưới chân cậu. 24 nhãn giả vẫn còn ở trên không nhưng bỗng dưng mất ý thức, ai cũng như những cái xác sống. Lần lượt đáp xuống và đứng đờ người ra, không nói năng hay động đậy gì. Mấy người Lý Mục Ngư căng thẳng cầm kiếm lên nhưng Ngô Bình lại bình thản đáp, những người này đã mất hết sức chiến đấu rồi, không cần quan tâm đến họ. Trần Tử Tu thấy động tác của Ngô Bình thì bất ngờ hỏi, cậu Ngô, đấy là bí pháp gì? Ngô Bình nói, thủ thuật thôi, không có gì đáng nói. Cậu nói xong thì phất tay, 24 nhãn giả bị khôi ảnh khống chế, đứng thành một hàng. Sau đó thì quỳ xuống đất. Lúc này, mấy người Ngô Bình đã có thể nhìn thấy tàu của người phù tang bằng mắt thường, chiếc tàu đang không ngừng tiến lại gần họ. Lý Mục Ngư hét lên, đáng tiếc sức mạnh của thuộc hạ không đủ, nếu không thì tôi sẽ dùng cung hỏa long bắn cháy tàu phù tang. Ngô Bình giật mình, cung hỏa long. Trần Tử Tu giải thích, cung hỏa long là cung tiên được một vị đại năng dùng gân hỏa long và xương viêm long làm nên, bên trong có ngọc hỏa long. Khi bắn ra có thể tạo thành lửa rồng. Chỉ là cây cung này cần có sức mạnh rất lớn, nhà họ Trần. Tôi vẫn chưa có ai có thể kéo nổi nó. Ngô Bình hứng thú hỏi, thiếu đảo chủ, cung hỏa long đó đang ở trên tàu sao? Trần Tử Tu cười, nói, lẽ nào cậu Ngô có hứng thú muốn thử? Ngô Bình, đúng vậy. Trần Tử Tu gật đầu, lấy cây cung dài 2 mét màu đỏ từ trong túi chứa pháp khí ra. Hai đầu cây cung chạm hai đầu rồng hung dữ, lưng cung khắc hình 12 ngọn lửa. Cậu Ngô, năm xưa tổ tiên họ Trần tôi từng có một cao thủ bí cảnh tầng 9 thử kéo cây cung này nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Lúc tôi thành niên, tổ phụ của tôi đã tặng tôi làm quà, hy vọng có một ngày tôi có thể dùng được nó. Ngô Bình nhận lấy cung hỏa long, cảm giác cây cung này rất nặng, ít nhất cũng hơn 500 ký. Tay trái cậu nắm chặt lấy cây cung, tay phải đặt lên dây cung. Nhẹ nhàng dùng lực, dây cung liền biến dạng. Thế là cậu hít một hơi thật dài, dùng 3 phần công lực, dây cung bỗng bốc cháy, tạo thành một dây lửa, thân cung cũng có thể rồng gầm thét. Trần Tử Tu bất ngờ, thốt lên, đến giờ dáng thế rồi, cậu Ngô, chỉ cần cậu thêm chút lực nữa thì sẽ có thể kéo nó ra rồi. Ngô Bình dùng 7 phần công lực, dây cung bị kéo về sau, những ngọn lửa trên lưng cung lần lượt bốc cháy, một cái, hai cái. Cuối cùng là 9 ngọn lửa phù văn. Sau đó, tay phải của Ngô Bình xuất hiện một mũi tên lửa dài gần 3 mét, bên trên có một con viêm long đang quấn, liên tục gào thét. Trần Tử Tu hét lên, hay lắm, cậu Ngô, bắn cháy tàu phù tang đi. Ngô Bình hướng mũi tên về phía tàu phù tang đang tiến lại càng lúc càng gần,
Vài giây sau, cậu tăng thêm lực, 10 ngọn lửa phù văn sáng lên. Bụp! Tên phóng ra như một tia chớp, một con rồng lửa vút lên trời, phóng về phía tàu Phù Tang với tốc độ cực nhanh. Lúc này, trên tàu Phù Tang tập trung hàng trăm cao thủ Phù Tang, lúc họ nhìn thấy con rồng lửa bay đến, lúc đầu rất nhỏ, chỉ có mấy mét, sau đó càng lúc càng to. Lúc nó đến trên đầu họ thì đã biến thành một con rồng lửa khổng lồ dài mấy trăm mét, gào thét, xông về phía họ. Âm! Một tiếng động lớn vang lên, tàu Phù Tang cùng với các cao thủ bên trên bị nổ tan tành ngay lập tức, lửa cháy bừng bừng trên mặt biển. Mấy người Trần Tử Tu nhìn thấy cảnh tượng đó thì ngớ người, Trần Tử Tu lẩm bẩm, đây chính là uy lực của cung hỏa long. Ngô Bình nắm chặt cung hỏa long, mặt không cảm xúc, chỉ bình thản nhìn về đống lửa trên mặt biển. Cậu Ngô thật tài giỏi. Trần Tử Tu vô cùng thán phục, thật lòng khen ngợi Ngô Bình. Ngô Bình cười, thiếu đảo chủ, rắc rối Phù Tang đã được giải quyết, chúng ta mau chóng quay về thôi. Bây giờ Trần Tử Tu rất tin tưởng Ngô Bình, anh ta gật đầu, ok, dùng hết tốc lực, quay về đảo Hoan Không. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không bao lâu, thương thuyền đã về đến đảo Hoan Không. Khi thương thuyền còn cách đảo Hoan Không chưa đến 10 mét, Ngô Bình vẫn không thể nhìn thấy đảo vì xung quanh đã bị bao bọc bởi sương mù dày đặc, đến cả thần niệm cũng không cách nào xuyên qua. Trần Tử Tu nói, Ngô Bình, xung quanh đảo Hoan Không đã được bố trí đại trận phù trần tam giới, dù là cao thủ cảnh giới thần thông, nếu không được chỉ dẫn thì cũng không tìm được đảo Hoan Không. Ngô Bình hỏi, thiếu đảo chủ, đại trận phù trần tam giới này là do người trước để lại sao? Trần Tử Tu gật đầu, năm xưa, thuyền của lão tổ nhà họ Trần tôi gặp phải bão lớn và bị chìm, nhưng ông ấy may mắn, ôm được một khúc cây nổi, trôi dạt đến đảo Hoan Không và có được một số truyền thừa ở đó. Sau đó, lão tổ đã cưới vợ, sinh con, sau đó nhà họ Trần chúng tôi đã sinh con đẻ cháu ở trên đảo Hoan Không này cho đến hôm nay. Ngô Bình nghe Trần Tử Tu nói vậy thì giật mình, cảm thấy nhất định đảo Hoan Không này còn không đơn giản hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Chiếc thuyền đổi hướng 3 lần, xung quanh xuất hiện rất nhiều đá ngầm, nếu những chiếc thuyền bên ngoài đến đây thì rất có khả năng sẽ va phải đá ngầm và bị đắm. Nhưng điều khiến Ngô Bình bất ngờ hơn là xung quanh đảo Hoan Không đều có sức cản bay, cũng tức là các tu sĩ hoặc máy bay không thể nào bay qua đây, một khi vào trong khu vực không bay được thì nhất định sẽ bị rơi. Thương thuyền đi vòng quanh hết một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì dừng lại ở một cảng nhỏ. Mấy người Ngô Bình xuống thuyền, nhìn về xa. Xung quanh giống như tiên cảnh, kỳ hoa dị thảo ở khắp nơi. Ngô Bình nhìn đến ngây người ra, không kiềm được, nói, đảo Hoan Không đúng là nơi ở của thần tiên. Trần Tử Tu rất đắc ý, nói, đúng thế, tổ tiên nhà tôi từng nói, vốn dĩ chủ nhân của đảo Hoan Không. Đảo Hoan Không rất lớn, mấy người họ xuống thuyền xong thì lên một chiếc xe ngựa sang trọng, men theo con đường cổ kính, vào sâu trong đảo. Mười mấy phút sau, xe ngựa vào trong một khu nhà rất to, Ngô Bình còn tưởng đó là biệt thự của nhà họ Trần, đến khi xe ngựa dừng lại thì cậu mới biết, đấy chỉ là một biệt viện của Trần Tử Tu mà thôi. Mặc dù là biệt viện nhưng ở đây lại có mấy trăm người làm, cô nào cũng trẻ trung xinh đẹp, đến cả những cô hầu nữa lớn tuổi cũng đoan trang từ tốn, không có ai xấu hết. Cả biệt viện chiếm tầm hơn 200 mẫu đất, bên trong trồng rất nhiều hoa cỏ, còn nuôi cả tiên hạc, hưu sao. Trần Tử Tu, mời cậu Ngô tạm ở lại đây, tôi về nhà xử lý một số việc trước. Dù gì thì Ngô Bình cũng là người bên ngoài được anh ta dẫn về, cũng là vũ khí bí mật của Trần Tử Tu nên anh ta tạm thời không muốn để người khác biết đến Ngô Bình. Sau khi anh ta đi khỏi, Ngô Bình đi dạo một vòng khắp biệt viện, cậu đến phía đông của biệt viện thì nhìn thấy một con đường lát đá dẫn về phía trước. Có điều đầu kia của con đường đã bị sương mù bao phủ, không thấy gì cả. Ngô Bình tò mò, men theo con đường nhỏ, đi thẳng về trước, lúc sắp áp sát lại gần sương mù thì bỗng có một con hổ từ bên cạnh nhảy ra, gào thét và muốn nhào về phía Ngô Bình. Con hổ đó dài hơn 2 mét, khí thế rất đáng sợ. Nhưng Ngô Bình chỉ chừng nó một cái là nó đã dựng lông, lập tức bò xuống đất, cụp tai xuống. Một thiếu niên tầm 13-14 tuổi nhảy ra, liếc nhìn con hổ rồi lại nhìn sang Ngô Bình, hỏi anh là ai? Ngô Bình, tôi là khách được thiếu đảo chủ mời đến, còn anh là ai? Thiếu niên, tôi là người gác cửa. Thiếu đảo chủ từng nói, ngoài anh ấy ra, không
không ai được phép đi theo con đường này về phía trước. Ngô Bình tò mò, hỏi tại sao không được đi về trước? Anh có biết trong lớp sương mù đó có thứ gì không? Thiếu niên lắc đầu, không biết, tôi chỉ biết thiếu đảo chủ không cho phép bất cứ ai vào trong thôi. Ngô Bình cười, nói, nhưng thiếu đảo chủ của các anh cũng nói với tôi có thể tự do đi lại trong biệt viện. Thiếu niên nghe xong thì ngây ra, anh ta suy nghĩ rồi nói, nếu như thiếu đảo chủ đã nói như vậy thì đúng là tôi không nên ngăn cản anh. Có điều thiếu đảo chủ từng nói với tôi, trong lớp sương mù đó có nguy hiểm rình rập, vì vậy tốt nhất không nên vào. Ngô Bình, con người tôi không sợ nguy hiểm. Cậu nói xong thì đi thẳng vào trong. Ngô Bình vào trong lớp sương mù, đi men theo con đường nhỏ, đi được khoảng tầm 5 phút thì phía trước liền xuất hiện một cánh cửa bằng đồng. Trên hai cánh cửa có hai bức phù điêu của hai thị vệ, một người cầm kiếm dài, người kia cầm giáo lớn. Ngô Bình liếc nhìn rồi đưa tay ra đẩy cánh cửa đồng, phù điêu trên cánh cửa bỗng động đậy, đâm kiếm và giáo về phía cổ Ngô Bình nhanh như một tia chớp. Ngô Bình phản ứng rất nhanh, lập tức lùi về sau. Cậu giật mình nhận ra, một nửa người của thị vệ phù điêu đã chồm ra khỏi cửa, đôi mắt lạnh lùng màu tím nhìn cậu chằm chằm, dường như đang cảnh cáo cậu đừng tiến lại gần. Ngô Bình vừa bị dọa một vố, trong lòng cảm thấy không vui, hừng một tiếng lạnh lùng rồi lại tiến lại gần. Thị vệ bên trái vung kiếm, chém về phía cổ của Ngô Bình. Ngô Bình tóm lấy kiếm, vung nắm đấm, đấm lên mặt thị vệ. Thị vệ được làm bằng đồng nhưng vẫn bị Ngô Bình đấm sẹp mặt. Thị vệ bên còn lại đâm giáo ra nhưng đã bị Ngô Bình đá bay. Thế là Ngô Bình đã đánh một trận với hai thị vệ phù điêu bằng đồng, thực lực của cậu lớn mạnh, chỉ mười mấy chiêu là đã đánh cho phù điêu bầm dập, cánh tay méo mó, binh khí gãy vụn, ngũ quan biến dạng. Cuối cùng, Ngô Bình đã gỡ luôn hai tấm cửa lớn và đá sang một bên. Cửa lớn không còn nữa, một con đường lớn thẳng tăm tắp hiện ra phía sau, con đường được lắp gạch lục giác có khắc phù văn rất kỳ lạ. Ngô Bình quan sát hai bên rồi bước qua, cậu vừa đặt chân xuống thì mây mù trước mặt lập tức biến mất. Cậu phát hiện mình đang đứng giữa một quảng trường rộng lớn, cách chỗ cậu rất xa có một bảo tháp 9 tầng khổng lồ, phát ra ánh sáng 9 màu sáng chói, kỳ lạ và rực rỡ. Ngô Bình liền bị ánh sáng của bảo tháp thu hút, bất giác tiến gần về phía nó. Nhưng cậu vừa bước tới một bước thì liền cảnh giác, nghĩ thầm tại sao mình phải đến gần nó. Cậu dừng lại, nhắm mắt lại, cảm nhận không gian xung quanh. Lúc này cậu đã nhận ra, mọi thứ xung quanh đều trống rỗng, không có gì cả, không có không gian, thậm chí cũng không có thời gian. Đến khi cậu mở mắt ra lại, tòa bảo tháp đó đã tiến đến gần cậu hơn rất nhiều, gần như chỉ tầm mấy trăm mét. Cậu giật mình, lẽ nào đấy là ảo cảnh sao? Lúc này, trong đầu cậu bỗng có một số ký ức hiện ra, những ký ức đó đều liên quan đến một loại đại đạo tu hành tên là Thái Không Đại Đạo. Thái Không Đại Đạo có thể thi triển ảo cảnh thái hư, kỳ không không thể tả. Ngô Bình tiến lên từng bước một, huyễn cảnh xung quanh lại xuất hiện, bảo tháp phía xa đã biến mất. Sau đó, không gian xung quanh đã biến hóa theo suy nghĩ của Ngô Bình, nhanh chóng trở thành một trang viên rộng lớn, trong trang viên có vô số mỹ nữ đang vui đùa. Nhưng chớp mắt, cậu vung tay một cái thì tất cả huyễn cảnh đều biến mất, bảo tháp đó lại xuất hiện, nhưng khác biệt ở chỗ lần này nó đã xuất hiện trước mặt Ngô Bình và cửa tháp đã được mở, trên cửa viết bốn chữ Hoan Không Tiên Tháp. Ngô Bình không hề do dự, đi thẳng vào trong tháp, tầng một của tháp có một tu sĩ đầu chọc đang ngồi, Ngô Bình vừa vào thì anh ta đã bắt đầu giảng giải về tầng thứ nhất của Hoan Không Đại Đạo. Ngô Bình có căn cơ thái hư đại đạo, về cơ bản nghe một lần đã hiểu. Sau đó lại đến tầng thứ hai của tiên tháp, một cô gái trẻ đang ở đây giảng giải, cậu lại tiếp tục nghe. Cứ như vậy, Ngô Bình từ tầng thứ nhất tiên tháp đi thẳng đến tầng thứ tám tiên tháp. Tại tầng thứ tám tiên tháp, đạo lý được giảng giải cực kỳ thâm sâu, Ngô Bình dùng hết sức suy nghĩ cũng chỉ có thể hiểu được 70-80% nội dung. Vừa đến nội dung được giảng giải ở tầng 8, là một vài thủ đoạn điều khiển ảo cảnh, và đạo lý vạn hoan chỉ không. Lúc này, cậu ngồi xếp bằng, thiết lập ảo cảnh tầng thứ nhất trong thức hải, sau đó tiếp tục tạo ra ảo cảnh tầng thứ hai dựa trên nền tảng ảo cảnh tầng thứ nhất. Cứ lặp lại như vậy, mãi đến khi tiến vào ảo cảnh tầng thứ 8, cậu mới hiểu được những điểm huyền ảo. Lúc này, Hoan Không Đại Đạo trong lòng cậu đã dần dần hình thành rõ ràng hơn. Lĩnh ngộ được đến đây, Ngô Bình lập tức lui ra.
Khi cậu quay về trước cánh cửa đồng thì chỉ cách lúc cậu đi vào mới trôi qua vài phút mà thôi. Quay về phía ngoài sương mù, thiếu niên kia hiếu kỳ hỏi, nhanh như vậy anh đã ra rồi à? Ngô Bình ừ một tiếng, hỏi, thiếu đảo chủ nhà các anh từng đi vào chưa? Thiếu niên, đi qua mấy lần, lần nào cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày. Nghe đối phương nói phải nghỉ ngơi mấy ngày, Ngô Bình đã biết được Trần Tử Tu vẫn chưa lĩnh ngộ được Hoan Không Đại Đạo, nhiều nhất cũng chỉ có một chút ít vặt vãnh. Vì thế cậu lại hỏi, trên đảo Hoan Không có một đại trận rất lợi hại phải không? Thiếu niên gật đầu, đúng vậy. Nghe thiếu đảo chủ nói, tiên trận Hoan Không kia, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là nếu muốn khởi động đại trận này, cần có tu vi và trí tuệ cực cao, ở đây không ai có thể làm được cả. Ngô Bình quay về phòng, còn chưa uống hết một chén trà đã có một người trông như quản gia đi đến, ông ta cười nói, cậu Ngô, thiếu đảo chủ chúng tôi có lời mời cậu. Ngô Bình nhìn người trông có vẻ như quản gia này, cảm giác ánh mắt ông ta như ẩn chứa gì đó, cậu bèn hỏi, chẳng phải thiếu đảo chủ nói đưa tôi đi xem mỹ nhân sao? Có phải muốn đi rồi không? Quản gia cười nói, không sai, thiếu đảo chủ đã chuẩn bị mỹ nhân rồi, lát nữa có thể đi qua. Ngô Bình bỗng bóp chặt cổ người này, ông ta cảm thấy cả người như bị đông cứng, sắc mặt ông ta thay đổi, thét lên, cậu Ngô đang làm gì vậy? Ngô Bình lạnh lùng hỏi, nói, ông là ai, bây giờ thiếu đảo chủ thế nào rồi? Người này cười khan nói, cậu Ngô, tại hạ là quản gia đảo Hoan Không, thiếu đảo chủ đang đợi cậu qua. Ngô Bình lạnh giọng nói, nếu ông không nói thật, tôi sẽ dùng bí pháp khiến ông trở thành kẻ đần. Đến lúc đó, tôi hỏi gì thì ông cũng sẽ không do dự mà nói ran. Vẻ mặt người này thay đổi, vội nói, cậu Ngô đừng biến tôi thành kẻ đần, thiếu đảo chủ thật sự bảo tôi đến mời cậu, lát nữa cậu thấy thiếu đảo chủ thì sẽ biết thôi. Ngô Bình không nói rông dài, lập tức lấy con rối ra, bỗng chốc vẻ mặt người kia đã cứng đờ. Có phải thiếu đảo chủ xảy ra chuyện rồi không, cậu hỏi. Người này gật đầu, đúng vậy, thiếu đảo chủ uống phải trà độc, bất tỉnh nhân sự. Là ai hạ độc? Là mợ ba, người này nói, mợ ba mời người giúp đỡ từ bên ngoài đến, hiện tại bà ta đã khống chế cả đảo. Ngô Bình, đảo chủ đâu? 2 giờ trước đảo chủ đã đi về cõi tiên, mợ ba muốn trừ khử thiếu đảo chủ, để Trần Tử Liệt thừa kế vị trí đảo chủ. Ngô Bình, trợ giúp bên ngoài do mợ ba mời đến là người nào, thực lực ra sao? Người này nói, một đại cao thủ thần thông tầng 4. Không ai trên đảo Hoan Không là đối thủ của người này cải. Ngô Bình nheo mắt, cậu không ngờ mợ ba lại ra tay nhanh như vậy, cục diện hiện tại đối với cậu không hề có lợi, đối mặt với cao thủ thần thông tầng 4, cậu cũng không nắm chắc được phần thắng. Suy nghĩ một lúc, cậu hỏi, trên đảo Hoan Không có đại trận, ông có biết đại trận này ở đâu không? Người này nói, biết, đầu mối quan trọng của đại trận ở ngay trung tâm của đảo Hoan Không. Trong đó có một ngọn núi nhưng trận này rất huyền diệu, trước giờ chưa có ai có thể nắm giữ được nó. Ngô Bình, dẫn tôi đi. Suy nghĩ của cậu rất đơn giản, chỉ cần nắm giữ được đại trận trên đảo Hoan Không, thì bất kỳ cao thủ nào đối với cậu cũng không đáng phải nhắc đến. Vâng. Hai người bước đi vội vàng, chẳng mấy chốc đã đến trung tâm đảo Hoan Không, đến trước một đỉnh núi cao hơn 1000 mét. Mấu chốt của đại trận ở ngay trên núi này. Nhưng xung quanh ngọn núi này có mấy tầng ảo cảnh, người bình thường rất khó qua. Nhà họ Trần từng có cao thủ bị nhốt trong ảo cảnh này hơn 100 năm, suýt nữa đã chết bên trong rồi. Ngô Bình không nói gì, cất bước đi lên đỉnh núi. Nửa trên ngọn núi chìm trong biển sương, cậu đi vào biển sương, xung quanh lại càng trở nên huyền ảo. Thế nhưng, những cảnh tượng kỳ diệu này đối với cậu mà nói đều là trò trẻ con, cậu dễ dàng thông qua, lập tức đi đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi có xây một toàn đại điện, bên ngoài có 2 chữ lớn, Hoan Không. Đi vào đại điện, cậu đã nhìn thấy tia chớp huyền ảo lơ lửng giữa không, bản ra đến mấy trăm tia chớp, được bơm vào hàng trăm bánh răng khổng lồ. Những bánh răng này, từng cái đầu được kết nối với vô số phù văn, bánh răng vận chuyển theo những cách thức khác nhau, những phù văn này cũng lần lượt tổ hợp theo những cách khác nhau, nhờ đó mà kiểm soát được cả đại trận. Ngô Bình quan sát một lúc, trà sát hai tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện tia chớp, chậm rãi bay lên không, tiến vào trong những tia chớp trên không kia. Sau đó cậu nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua chừng 10 mấy phút, mấy trăm bánh răng bỗng chuyển động theo các cách thức khác nhau.
Rầm. Cả hòn đảo hoan không bỗng trồi lên từ mặt đất, chậm rãi rời khỏi mặt nước, tựa như một con tàu khổng lồ. Đại trận hoan không mà Ngô Bình nắm giữ trong tư tạo ra hiệu quả vô hình, đảo hoan không khổng lồ bỗng nhiên biến mất. Toàn bộ đảo chấn động, người nhà họ Trần bị kinh động. Lúc này, trong đại điện nhà họ Trần, một người phụ nữ vẻ ngoài trẻ tuổi chợt nhíu mày, lớn tiếng hỏi chuyện gì vậy? Nhưng người bên cạnh cũng không thể trả lời được, bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai ai cũng hoảng hốt thất thần. Lúc này, một người đàn ông mặc áo vàng lạnh nhạt nói, phu nhân chớ hoảng, mọi chuyện đã có tôi. Người áo vàng này chính là người trợ giúp do mợ ba mời đến, là cao thủ thần thông tầng 4. Hắn ta vừa dứt lời, một bóng người đã xuất hiện trong điện, là Ngô Bình. Ngô Bình vừa đến đã nhìn thấy Trần Tử Tu đang nằm dưới đất, thất khiếu chảy ra máu đen, đã chết một thời gian rồi. Không lâu trước đó người này còn nói cười vui vẻ với cậu, không ngờ chẳng mấy chốc đã bị người ta hại chết. Cậu chính là cậu Ngô kia sao? Mợ ba quan sát Ngô Bình. Ngô Bình lạnh lùng nói, là tôi. Thiếu đảo chủ mời tôi đến đây, không ngờ chưa bao lâu mà anh ta đã bị bà hại chết rồi. Mợ ba lạnh nhạt nói, đảo chủ không còn, hiện tại lời tôi nói là mệnh lệnh. Cậu Ngô, tôi biết cậu là người của Đông Vương chắc chắn muốn hợp tác với đảo hoan không chúng tôi, cậu quay về nói cho Đông Vương, chỉ cần ông ta đưa ra điều kiện đủ cao, đảo hoan không sẽ nguyện ý hợp tác với ông ta. Ngô Bình cười lạnh, các người không thể đại diện cho đảo hoan không được. Trần Tử Tu cũng không thể chết vô ích như vậy được. Vẻ mặt người áo vàng kia lạnh lùng, tức giận nói, tên kia, phu nhân tha cho cậu được sống đã là khai ân rồi, sao cậu còn dám chống đối bà ấy? Ngô Bình nhìn người này, nói, anh chính là người trợ giúp kia sao? Xem ra cái chết của Trần Tử Tu cũng có liên quan đến anh. Người áo vàng cười lạnh, nhóc con, tôi thấy cậu chán sống rồi đấy. Nói rồi, hắn ta bỗng vươn tay về phía Ngô Bình. Tay hắn ta vừa động, trên đầu Ngô Bình đã xuất hiện một bàn tay khổng lồ, từ trên đầu hạ xuống. Vẻ mặt Ngô Bình không đổi, tay phải làm dấu, thản nhiên nói, mở trận. Âm ầm, một luồng sáng vàng từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy người áo vàng, bên trong luồng sáng, người đó bỗng cứng đờ, ý thức của hắn ta đã bước vào ảo cảnh vô biên, không có sự cho phép của Ngô Bình thì mãi mãi không ra ngoài được. Mọi người nhìn thấy cảnh đó thì ai nấy cũng ngây người ra, mợ ba đó thốt lên, cậu đã khởi động đại trận hoan không? Ngô Bình hạ giọng nói, không sai. Mợ ba tái mặt, lẩm bẩm, không thể nào, không ai có thể khống chế được đại trận hoan không, sao cậu có thể làm được? Ngô Bình, bà không cần phải biết, tất cả hãy nghe đây, ai bằng lòng thần phục tôi thì hãy đứng ra bên ngoài điện, ai không bằng lòng thì ở lại trong điện. Ầm ầm, cậu vừa dứt lời. Cả đảo hoan không liền rung chuyển, vô số tia sáng vút lên trời, hình thành vô số ảo cảnh trên không, thần bí vô cùng. Những người ở lại bên trong điện đều là những người thông minh, họ thi nhau đứng dậy, hành lễ với Ngô Bình trước rồi bước thật nhanh ra ngoài điện. Thoáng chốc, bên trong điện chỉ còn lại mợ ba và mấy thân tín của bà ta. Mợ ba tái mặt, nói cậu Ngô, cậu muốn thế nào? Ngô Bình bình thản nói. Mặc dù tôi và Trần Tử Tu quen biết chưa lâu nhưng chúng tôi đã là bạn bè bị hại thì tôi phải thay anh ấy đòi lại công bằng. Cậu vừa dứt lời thì chỉ tay, một luồng huyền quang giáng xuống, ý thức của nhóm người mợ ba lập tức chìm vào địa ngục vô tận, mãi mãi chịu đựng nỗi dày vò của địa ngục. Ngô Bình ra khỏi đại điện, hỏi Trần Tử Tu có vợ con gì không? Có người lập tức trả lời có, thiếu đảo chủ có hai vợ lớn, ba vợ nhỏ. Họ đã sinh cho thiếu đảo chủ hai trai một gái. Ngô Bình gật đầu, nói, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là thiếu đảo chủ mới, Lý Mục Ngư đang ở đâu? Một lúc sau, Lý Mục Ngư toàn thân đầy máu, bị xích sắt trói chặt, được người ta khiêng đến trước mặt Ngô Bình, ông ta bị thương rất nặng, may mà không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi Ngô Bình sơ cứu qua loa cho ông ta thì nói, Lý Mục Ngư, sau này ông hãy hỗ trợ tôi quản lý đảo hoan không? Lý Mục Ngư đã biết những chuyện xảy ra, hai mắt rưng rưng, gật đầu, nói, vâng, thiếu đảo chủ. Ngô Bình, ông nắm được hết tình hình trên đảo chứ? Lý Mục Ngư cơ bản nắm được, nếu chỗ nào thuộc hạ chưa biết thì có thể hỏi người khác. Ngô Bình gật đầu, hỏi, hiện nay trên đảo có bao nhiêu người?
Lý Mục Ngư, nhà họ Lý có khoảng hơn 300 hộ, tổng cộng hơn 1.000 người. Người ngoại tộc cũng có một ít, tầm 500 hộ, khoảng 2.000 người. Ngoài ra còn có hơn 5.000 người giúp việc. Ngô Bình, ừ, sau này lúc tôi không có ở đây, tất cả mọi việc trên đảo sẽ do ông xử lý. Vâng. Còn nữa, ông hãy thay tôi chăm sóc tốt cho vợ con của Trần Tử Tu. Chuyện này không cần thiếu đảo chủ dặn thì tôi cũng sẽ làm. Sau đó, Ngô Bình khởi động đại trận hoan không, đảo hoan không lại hạ xuống biển, trở về hình dạng ban đầu. Ngô Bình ở lại trên đảo tầm nửa này thì cũng đại khái hiểu được tình hình trên đảo, sau đó cậu liên lạc với Đông Vương, báo rằng mình đã khống chế được đảo hoan không. Đông Vương nghe được tin thì vô cùng vui mừng, lập tức nói, đảo hoan không cách đảo Chi không xa, nếu như đảo hoan không đồng ý giúp đỡ thì chúng ta sẽ có thể nhẹ nhàng giành được đảo. Chỉ, thật ra điều Đông Vương lo lắng nhất là phía Phù Tăng liên thủ với người của đảo hoan không. Bây giờ đảo hoan không không chỉ không đứng về phía Phù Tăng mà ngược lại còn có thể giúp đỡ ông ta, đấy là kết quả tốt nhất. Ngô Bình nói, Vương gia, trên đảo chỉ có bao nhiêu người Phù Tăng? Đông Vương, có hơn 5.000 người Phù Tăng đóng quân trên đảo chỉ, trong đó có không ít cao thủ. Hơn nữa, người Phù Tăng đã bố trí một sát trận trên đảo, người của chúng ta rất khó lên được đảo. Có điều, người của đảo hoan không giỏi ảo trận. Nếu họ chịu giúp đỡ thì chúng ta không cần phải sợ sát trận nữa. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi nói, lúc tấn công đảo Chi, nhất định đảo Hoan không sẽ ra tay giúp đỡ. Đông Vương vô cùng vui mừng, nói, Ngô Bình, nếu như chuyện ở bên đó đã giải quyết xong thì cậu hãy mau chóng quay về đi, vị trí thị vệ 4 sao của cậu vừa được duyệt, sau này cậu sẽ là thống lĩnh đội thị vệ của tôi. Ngô Bình, được, tôi sẽ về ngay thôi. Sau khi nói chuyện với Đông Vương xong, Ngô Bình sắp xếp công việc rồi gấp rút bay về doanh trại. Là thị vệ 4 sao, Ngô Bình đã là người có cấp bậc cao nhất trong số các thị vệ. Vị trí thống lĩnh của doanh thị vệ luôn để trống, ba thị vệ 3 sao thay nhau quản lý, giờ Ngô Bình lên 4 sao, lại lập được công lớn nên vị trí thống lĩnh doanh thị vệ này đương nhiên nên giao cho cậu. Ngô Bình quay về doanh trại. Nhận chức thị vệ 4 sao trước đồng thời nhận thư bổ nhiệm chức phụ thống lĩnh doanh thị vệ, sau đó đến doanh thị vệ nhận chức. Lúc này, ba thị vệ tam tinh của doanh thị vệ đang cùng nhau thảo luận đối sách, không lâu trước đó, họ đã biết được tin Ngô Bình trở thành thị vệ 4 sao. Không ngờ cậu ta lại thăng bậc nhanh đến thế, mới mấy ngày mà đã là thị vệ 4 sao. Ai bảo người ta lập được công lớn, nếu không nhờ cậu ta thì vương gia cũng không có cách nào. Ăn nói với hoàng đế về chuyện nhà họ Phương. Mấy người chúng ta ở doanh thị vệ nhiều năm, khó khăn lắm mới có được hôm nay, giờ vương gia lại giao chức thống lĩnh cho người mới đến, tôi thật không thể nào chấp nhận được. Không chấp nhận được thì có cách gì? Dù xét về thực lực hay công lao thì chúng ta đều không bằng người ta. Xét về thực lực chúng ta chưa chắc thua kém cậu ta. Một người trong số họ không phục. Không phục cũng chẳng sao, ra đánh vài chiêu đi. Lúc này, tiếng Ngô Bình từ cửa vọng vào. Ba người họ nhìn vào mắt nhau rồi lần lượt ra khỏi phòng khách. Lúc này, Ngô Bình đang đứng ngoài sân, cậu cười, nó ương ra vừa giao nhiệm vụ cho tôi thống lĩnh doanh thị vệ. Sau này các người đều là thuộc hạ của tôi, có điều, các người đã quản lý doanh thị vệ nhiều năm, nên khó tránh khỏi việc không phục. Tôi đến là để khiến các người tâm phục khẩu phục. Người nói thực lực không thua kém Ngô Bình bước ra, nắm tay thành nắm đấm. Nói thống lĩnh Ngô, nếu như cậu đã nói như thế, thì vương quyền tôi xin được lĩnh giáo vài chiêu. Ngô Bình gật đầu, cả ba người các người cùng lên đi. Mấy người họ trao mày, họ đều là cao thủ cấp bí cảnh, dù Ngô Bình có mạnh cỡ nào, cũng khó cùng lúc đánh thắng được ba người, dù gì thì ít cũng không địch lại nhiều. Ngô Bình, không cần nghi ngờ, các người không nghe nhầm đâu, cả ba ông cùng lên, tôi có thể đánh bại các người chỉ trong vòng 3 giây. Câu nói đó của cậu có phần sỉ nhục, vương quyền hừ một tiếng lạnh lùng rồi nói, thống lĩnh Ngô hơi ngông cuồng quá rồi đấy. Ngô Bình ngoắc tay với họ, mau lên, lát nữa tôi còn phải gặp những người khác nữa, không có thời gian lãng phí cho các người đâu. Lân, vương quyền nghiến răng, gọi cả ba cùng xông lên, ba người biến thành một tàn ảnh, phóng về phía Ngô Bình với tốc độ cực mạnh. Họ là người trong quân đội nên xông lên là thi triển tuyệt kỹ võ học ngay. Bụp. Bụp, bụp. Ba tiếng động trầm đục vang lên,
họ đều chưa nhìn thấy rõ Ngô Bình đã ra tay thế nào thì đã bị đánh bay ra xa mấy mét. Sau khi rơi xuống đất, ngực của ba người đều có một dấu tay rất rõ, phần áo trước ngực nát vụn, đó là Ngô Bình đã nương tay rồi đó, còn không thì cả ba đều sẽ bị đánh chết. Ba người họ vừa kinh ngạc vừa bái phục, thi nhau quỳ xuống, nói cảm ơn thống lĩnh đã nương tay. Ngô Bình, đứng dậy đi, sau này tôi sẽ là thống lĩnh của các người là thuộc hạ của tôi, chúng ta đồng tâm, cùng nhau ra sức vì vương gia. Vâng, ba người này đều thẳng tính, sau khi thua thì đều tâm phục khẩu phục. Vương Quyền, thống lĩnh, nơi này tạm thời là nơi làm việc của anh. Sau này chúng tôi lại tìm một tòa nhà mới khác. Ngô Bình, không cần, nơi này cũng khá tốt rồi. Bốn người đi vào phòng, Ngô Bình chính thức hỏi tên bọn họ, ngoài Vương Quyền, hai người còn lại tên là Trương Hổ, Viên Long. Ba người đi theo, Đông Vương đã nhiều năm, rất được ông ta tin tưởng. Ngô Bình, tôi phát hiện Doanh Thị Vệ và quân Trấn Đông hình như không lệ thuộc vào nhau sao? Vương Quyền cười nói, đúng vậy. Về lý thuyết, chúng tôi chịu sự quản lý của quân cấm vệ. Vào, những lúc đặc biệt, đại tướng quân cấm vệ có thể trực tiếp ra lệnh cho chúng tôi. Đến lúc đó, chúng tôi chỉ nghe theo đại tướng quân, ngay cả vương gia cũng không thể làm gì. Ngô Bình chợt suy nghĩ trong lòng, vương gia khác cũng như vậy sao? Vương Quyền, đều như vậy. Nhưng bình thường thì quân cấm vệ sẽ không ra lệnh cho chúng tôi. Cho dù có ra lệnh cũng sẽ thông qua vương gia. Lại nói, tuy ngoài mặt chúng tôi phục tùng quân cấm vệ nhưng đều là thân tín của vương gia. Ngô Bình gật đầu, cậu cũng hiểu được đại khái chuyện này là thế nào rồi. Trương Hổ nói, thống lĩnh, bình thường thì Doanh Thị Vệ chúng tôi đều có chức vụ cụ thể trong quân đội, ví dụ như thuộc hạ là một phó tướng của quân Trấn Đông, dưới trướng có 8.000 binh. Ngô Bình, tôi nghe nói quân Trấn Đông thường xảy ra xung đột với người Phù Tang. Địa điểm thường xảy ra xung đột là ở đâu? Trương Hổ, trong tối ngoài sáng đều có cả. Ngoài sáng thì hai bên thường tranh chấp đảo Đông Hải. Trong tối thì người Phù Tang thường cử cao thủ tiến vào tỉnh Đông Hải làm chuyện xấu. Ngô Bình, Phù Tang là một nước nhỏ, lại dám đi u với đại hạ ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Vương Quyền, Phù Tang có không ít cao thủ, tổ chức nghiêm mật, không thể xem thường. Hơn nữa kẻ địch của đại hạ quá nhiều. Phù Tang chỉ là một mặt, như nước Bạch Sát ở phía Bắc, nước Khổng Tước ở phía Nam, đều như hổ rình mồi nhằm vào đại hạ. Sau đó Ngô Bình gọi thành viên chủ chốt của Doanh Thị Vệ đến, cậu nói đơn giản vài câu rồi cho mọi người rời đi. Công việc cụ thể thì cậu vẫn để mấy người Vương Quyền quản lý, dù sao bọn họ cũng quen thuộc chuyện ở Doanh Thị Vệ hơn. Sau đó cậu lại đi xem 10 binh lính luyện quyền với mình. Cậu chuẩn bị bồi dưỡng 10 người này thành tâm phúc của mình ở Doanh Thị Vệ. Dù sao cậu cũng là người mới đến, cũng phải có đội viên của riêng mình. Vì vậy cậu lại dạy mấy bộ quyền pháp, dùng thủ đoạn bí pháp nâng cao thể chất của mấy người bọn họ. Hôm sau, Ngô Bình dạo một vòng quanh Doanh Thị Vệ trước, sau đó đưa hướng dẫn huấn luyện mới mà hôm qua cậu mới viết cho mấy người Vương Quyền, ra lệnh cho tất cả thị vệ tiến hành huấn luyện theo hướng dẫn này. Ngô Bình đang xem thành quả huấn luyện thì bỗng nhận được điện thoại từ Hàn Băng Nghiên. Bên kia điện thoại, Hàn Băng Nghiên vui vẻ nói, anh Bình, thành tích thi đại học có rồi, anh tra điểm chưa? Ngô Bình cười nói, thành tích có nhanh như vậy rồi sao? Anh còn chưa tra điểm nữa. Mau tra điểm đi, Hàn Băng Nghiên còn gấp gáp hơn cả Ngô Bình. Ngô Bình, anh đưa thông tin cho em tra giúp anh đi. Cậu cười nói. Lúc này Hàn Băng Nghiên đang ồn ào với Ngô Bình còn Dương Quế Chỉ thì ngồi trước máy tính, lấy được thông tin số báo danh của Ngô Bình, cô ấy mau chóng nhập vào, sau đó bấm vào nút tra điểm. Thành tích lập tức hiện ra, toán là 150, ngữ văn 148, ngoại ngữ 149, vật lý 100, sinh học 100, hóa học 100. Tổng điểm 747 điểm. Ôi, Hàn Băng Nghiên giật mình hô lên, vội nói với Ngô Bình, anh Bình. 747 điểm. Ngô Bình rất bình tĩnh, cũng không khác gì điểm cậu tính trước, cười nói cũng không tệ. Hàn Băng Nghiên, anh Bình, anh có biết điểm của anh kinh khủng thế nào không? Người đứng thứ hai là 706 điểm, anh hơn cậu ta đến 41 điểm. Ngô Bình cười nói, đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem anh là ai. Hàn Băng Nghiên, anh Bình, anh đang ở đâu vậy? Tối nay chúng ta chúc mừng một bữa đi.
Ngô Bình gật đầu, được. Buổi chiều anh quay về. Cúp điện thoại, Ngô Bình bèn đi tìm Đông. Vương xin nghỉ, nói mình có chút chuyện riêng, muốn xin nghỉ mấy ngày. Đông Vương cười nói, có phải có thành tích thi đại học rồi không? Ngô Bình, Vương gia cũng biết chuyện tôi thi đại học sao? Đông Vương, Cự Phong có nói với tôi, thế nào, thì được bao nhiêu điểm? Đối với người bình thường mà nói, thi đại học là một cơ hội đổi đời, nhưng đối với Ngô Bình mà nói, cũng không có tác dụng gì. Ví dụ như Ngô Bình muốn bước vào Học viện Quân sự Đại Hạ thì thành tích thi đại học xuất sắc cũng chỉ là có thêm điểm cộng. 747 điểm, Ngô Bình nói. Đông Vương giơ ngón tay cái, lợi hại đấy. Điểm cao như vậy, cả nước cũng không tìm được người thứ hai. Ông ấy trầm ngâm một lát rồi nói, cậu cứ đăng ký Đại học Thần Kinh trước đi, rồi vào Học viện Quân sự Đại Hạ qua con đường đặc biệt khác. Ngô Bình, còn có đường đặc biệt nữa sao? Đông Vương cười nói, con đường đặc biệt là chỉ nhóm tân sinh viên xuất sắc nhất mỗi năm của Đại học Thần Kinh, nếu thể chất đủ điều kiện thì có thể trực tiếp vào học ở Học viện Quân sự Đại Hạ, sau khi tốt nghiệp có thể được học vị quân sự chuyên nghiệp và văn hóa chuyên nghiệp. Ngô Bình không ngờ còn có cách như vậy, cậu gật đầu nói, vậy cũng không tệ. Đông Vương, như vậy đi, cho cậu nghỉ 7 ngày, quay về chúc mừng với người nhà. Sau đó ông ấy vẫy tay. Đã có người mang theo một bộ quân trang tới, ông ấy cười nói, bây giờ cậu là thống lĩnh thị vệ, đồng phục này là đồ mới, chất liệu rất đặc biệt, mặc vào chắc chắn có thể khiến hàng nghìn mỹ nữ si mê. Ngô Bình, cảm ơn Vương gia. Đông Vương, tôi biết cậu có kinh doanh ở Trung Châu, sau này có gì cần bổn Vương giúp, chỉ cần lên tiếng thôi. Ngô Bình cười, vâng, thuộc hạ đã hiểu. Buổi chiều, Ngô Bình thu dọn đồ đạc rồi dùng thuật độn thủy quay về Trung Châu. Tại nhà Ngô Bình ở Trung Châu, Hàn Băng Nghiên và vợ chồng Hàn Chí Thành đều đã đến, mọi người đang đợi Ngô Bình quay về. Ngô Đại Hưng đã đặt một nhà hàng khá chất lượng, còn mời không ít bạn bè thân thiết đến cùng chúc mừng. Đối với Ngô Đại Hưng mà nói, con trai thi đậu đại học tốt nhất trong nước còn vui hơn cả chuyện ông ấy kiếm được 1 tỷ. Lúc này, trước cửa khu dân cư sớm đã có biểu ngữ do các hàng xóm nhiệt tình giúp treo lên. Bên trên viết, chúc mừng Ngô Bình trở thành thủ khoa Đại học tỉnh Giang Nam. Trước biểu ngữ thu hút rất nhiều người dừng lại xem, đứng đầu tỉnh Giang Nam, đây là vinh hạnh rất lớn, người ở khu dân cư cũng đều thấy vinh hạnh. Đứa nhỏ nhà này giỏi thật, đứng đầu toàn tỉnh, chậc chậc. Còn không phải sao, thành tích này chắc chắn có thể vào được chuyên ngành tốt nhất của Đại học, Thần Kinh, tiền đồ tương lai sáng lạn. Ngô Bình không nhìn đến biểu ngữ. Cậu trực tiếp đáp xuống trên sân thượng tòa nhà, sau đó lại đến trước cửa nhà. Cậu mở cửa thì thấy mấy người Hàn Băng Nghiên đều có mặt. Tiểu Bình về rồi, mọi người cười nói chào hỏi. Hàn Băng Nghiên tiến đến kéo tay cậu, cười nói, anh Bình, chú đã đặt nhà hàng rồi, lát nữa chúng ta cùng đi. Ngô Đại Hưng cười nói, bố đã bao cả 1 tầng ở nhà hàng, chuyện vui lớn như vậy nhất định phải chúc mừng cho gia trò. Ngô Bình rất kinh ngạc hỏi, bố. Rốt cuộc bố mời bao nhiêu người vậy, đủ để lấp đầy cả 1 tầng nhà hàng sao? Ngô Đại Hưng nói, bạn học của con với cả đồng nghiệp cũ của bố, bạn bè thân thích trong nhà, hàng xóm các bên, không mời đến cùng chúc mừng hay sao? Ngô Bình lập tức trợn tròn mắt, mời nhiều người như vậy, bảo cả 1 tầng nhà hàng sợ là cũng chưa chắc đủ chứa nữa là. Sau đó, Hàn Băng Nghiên kéo Ngô Bình đi thay quần áo. Rồi hai nhà cũng đi xe đến khách sạn Thiên Long nơi tổ chức tiệc. Khách sạn Thiên Long chính là sản nghiệp của Nghiêm Lãnh Thạch, ông ấy nghe nói là Ngô Đại Hưng muốn ăn mừng thì lập tức dặn người để chống tầng 3 tốt nhất của khách sạn, chỉ dùng để tiếp đãi khách nhà họ Ngô. Lúc này, tại tầng 3 khách sạn, trong phòng VIP lớn nhất đã đầy ắp người, trong phòng VIP có 30 cái bàn lớn, mỗi bàn có thể ngồi cùng lúc 4, 50 người. Trong số những người đến, có rất nhiều người mà Ngô Bình không quen, nhưng bọn họ đều đứng dậy chào hỏi với Ngô Đại Hưng, có người gọi cậu Ngô, có người gọi ông ấy là chú Ngô, còn có người gọi là ông Ngô, sư phụ nữa, bọn họ đều là bạn bè quen biết trong công việc của Ngô Đại Hưng. Rõ ràng những người này đa phần đều chưa từng gặp Ngô Bình, ai ai cũng lấy ra bao lì xì lớn nhỏ đủ hình đủ dạng nhét vào trong tay Ngô Bình. Tiểu Bình, cháu phải cố lên, sau này làm quan lớn, giúp chúng ta nở mày nở mặt. Cháu trai, tiền không nhiều, cháu đừng chê ít, đến trường lấy làm sinh hoạt phí. Cháu so với chúng ta thì xuất sắc hơn nhiều,
hy vọng tiền đồ cháu sau này rộng mở, trở thành nhân tài. Ngô Bình mau chóng nhận được đến mấy chục bao lì xì lớn nhỏ, ít thì 200-300, nhiều thì hơn 1000 tệ. Những người này đều là tài xế taxi bình thường, thu nhập cũng không cao, tiền kiếm được cũng rất cực khổ, nhưng ánh mắt ai cũng rất hạnh phúc. Ngô Bình là con trai tài xế taxi, nói ra thì cũng xem như người một nhà với bọn họ. Ngô Bình trở thành thủ khoa thành phố Giang Nam, bọn họ cũng cảm thấy vinh quang. Dù nhiều năm trôi qua, nhưng bọn họ vẫn có thể nói với người bên cạnh, con trai bạn tôi năm đó là thủ khoa thành phố Giang Nam, thi vào trường đại học nào đó. Ngô Bình vừa nhận lì xì xong thì lại có một nhóm người đến, có vài người quen, có vài người không quen, cả nhà cô của cậu cũng đã đến, còn có cả hàng xóm lúc trước, hàng xóm hiện tại, thậm chí giáo viên lúc Ngô Bình học cấp 2, hay bạn học cũ cũng đến không ít. Mọi người vừa chúc mừng Ngô Bình, vừa dúi lì xì vào người cậu. Ngô Bình cũng đành chịu, dù sao lì xì cũng là tấm lòng của mọi người, cậu cũng không thể không nhận. Bao lì xì của cô Ngô Bình là lớn nhất, bên trong bỏ chừng 20.000 tệ. Sau đó là giáo viên và bạn học cấp 3 của Ngô Bình, ngay cả lãnh đạo trường cũng đến không ít, bọn họ cũng nhét lì xì cho Ngô Bình. Người đến chúc mừng đã hơn 200 người, trong phòng VIP ngồi không đủ chỉ đành sắp xếp phòng khác. Đến cuối cùng, đến cả nhà Ngô Cường cũng đến, đương nhiên bà cụ Ngô cũng có mặt, một vài họ hàng khác thì ngồi cùng nhau. Ngô Cường vừa cần hạt dưa vừa bĩu môi nói, xì, chẳng qua cũng chỉ là thủ khoa đại học thôi sao, không biết còn tưởng cậu ta làm quan lớn rồi ấy. Vợ Ngô Cường cũng nói, đúng vậy, thì đại học mà còn làm lớn như vậy, phải tốn bao nhiêu tiền đây chứ? Bà cụ Ngô nheo mắt nhìn qua, thấy trên bàn có mấy gói thuốc, vội vàng nhét vào trong túi mình, sau đó lại bảo nhân viên phục vụ đưa thuốc lên. Đối với đứa cháu trai Ngô Bình này, bà ta cũng không quan tâm. Ngô Đại Hưng đến chào hỏi một lát, rồi lại đi chào hỏi người khác. Người đến rất đông, Nghiêm Lãnh Thạch đích thân đến, giúp Ngô Đại Hưng tiếp đón khách khứa. Tối hôm nay, cả một lầu khách sạn náo nhiệt không ngừng, Ngô Bình trở thành tâm điểm của mọi người. Cùng lúc đó, tại một phòng VIP trên lầu 2 khách sạn cũng đang tổ chức bữa tiệc chúc mừng. Chủ nhân bữa tiệc chính là em ruột thị trưởng Trung Châu Hoàng Thương, thường gọi là ông Hai Hoàng. Con trai Hoàng Thương năm nay cũng thi không tệ, tổng điểm 545 điểm, có thể đậu một trường trọng điểm. Ông Hoàng thân là em ruột thị trưởng, người đến chúc mừng đương nhiên cũng rất đông, tuy không quá mức đến mấy trăm người, nhưng trong sảnh cũng có chừng 8-90 người. Đương nhiên, những người đến chúc mừng này không giàu thì cũng quý, bọn họ tặng lì xì cho cậu Hoàng ít nhất cũng 8.000 đến 10.000. Vẻ mặt Hoàng Thương đắc ý không thôi, dù sao nhà họ Hoàng ông ta có thể có một đứa nhỏ có thành tích không tệ như vậy cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Bởi vì lầu 3 cần dùng rất nhiều nhân viên phục vụ khiến số lượng nhân viên phục vụ tại lầu 2 không đủ. Một thuộc hạ của ông Hai Hoàng thấy nhân viên phục vụ chỉ có bấy nhiêu, không nhịn được trừng mắt hỏi, người đâu? Gọi quản lý các cậu đến đây. Một nhân viên phục vụ vội tiến lên, xin lỗi, quản lý của chúng tôi đang tiếp đón khách quý ở lầu 3. Người này vừa nghe thì càng tức giận hơn, khách quý. Chẳng lẽ ông Hai chúng ta không phải khách quý sao? Mắt chó mấy người mù rồi à, có biết ông Hai chúng ta là ai không? Hoàng Thương cũng biết tình biết lý, ông ta cười hỏi nhân viên phục vụ, cậu nói khách quý lầu 3 kia là ai vậy? Nhân viên phục vụ bị mắng một trận, trong lòng khó chịu bèn nói, là người nhà của thủ khoa thành phố Giang Nam chúng ta đang đãi tiệc trên đó. Hoàng Thương vừa nghe là thủ khoa thành phố Giang Nam thì bất giác có chút khinh thường. Đừng nói là thủ khoa thành phố Giang Nam, cho dù là thủ khoa cả nước thì thế nào. Trong mắt ông ta chẳng qua cũng chỉ là một tên dân thường không quyền không thế, không đáng nhắc đến. Ông ta lạnh lùng nói, đi gọi quản lý các cậu đi. Nhân viên phục vụ này vội nói, tôi đi ngay đây. Thế nhưng, lúc này quản lý đang bận việc bên trong, sao rảnh rỗi mà đi xuống chứ, chỉ bảo nhân viên phục vụ kia thay mình xin lỗi. Nhân viên phục vụ cũng không biết nói chuyện, đi đến lầu 2 nói, ông Hoàng, quản lý của chúng tôi nói đang rất bận, một lát nữa mới đến được. Hoàng Thương tức giận, ông ta đập xuống bàn một cái, lạnh lùng nói, tôi đi xem thử, người nào có thể khiến cậu ta nể nang vậy chứ. Sau đó, Hoàng Thương dẫn theo một đám người, hùng hổ đi lên lầu 3. Đến lầu 3, họ liếc mắt nhìn một cái, tất cả đều là những người bình thường mặc đồ bình dân,
dù sao cũng là giáo viên ở trường, tài xế taxi cũng không phải người giàu sang gì. Hoàng Thương thấy vậy thì càng khó chịu, trong lòng nhủ thầm, cũng chỉ là một đám người bình thường mà lại dám cướp mặt mũi ông hai hoàng ông ta, đúng là vô pháp vô thiên. Hoàng Thương đi thẳng vào phòng VIP lớn nhất, một tên thuộc hạ bên cạnh ông ta lớn tiếng hỏi, ai cho các người mở tiệc ở đây? Lời này vừa thốt ra, sảnh phòng náo nhiệt lập tức yên tĩnh. Lúc này Ngô Bình không có ở đây, cậu đang thay đồ ở phòng kế bên. Hàn Băng Nghiên biết cậu mang theo một bộ đồ quân trang về, một mực muốn cậu thay để mọi người nhìn xem. Ngô Bình cũng hết cách, chỉ đành đi theo cô ấy ra phía sau thay quân trang. Ngô Đại Hưng thấy đám người đến không hiền lành gì, trong lòng nghĩ hôm nay là ngày vui, không muốn gây chuyện không vui, bèn tươi cười tiến lên nói, các vị, có phải chúng tôi gây ảnh hưởng đến mọi người rồi không? Người này trừng mắt nói, không sai, ảnh hưởng chúng tôi rồi. Cho các người 5 phút, lập tức cút khỏi khách sạn. Ngô Đại Hưng vốn dĩ đang tươi cười, nghe đối phương không nói lý như vậy thì gương mặt ông ấy không dễ chịu, thấp giọng nói, bảo chúng tôi cút đi. Đúng là mạnh miệng đấy. Người này đi đến bóp cổ Ngô Đại Hưng, cười lạnh nói, tôi mạnh miệng hay không, ông cứ thử thì biết. Nói xong thì tát một cái lên mặt Ngô Đại Hưng. Ngô Đại Hưng bị tát một cái, miệng cũng chảy máu, ngã xuống đất. Thấy vậy, Ngô Cường lại còn hé miệng cười, thấp giọng nói với vợ, làm người không thể kiêu căng quá, kiêu căng dễ gây ra chuyện. Em xem, có người không nhìn nổi rồi kìa. Bà cụ Ngô cũng hừ một tiếng. Không hề lo lắng xem con trai mình có bị thương hay không. Mắt thấy người kia còn muốn ra tay, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng quát lớn. Dừng tay! Nghiêm Lãnh Thạch vốn dĩ đi ngang qua, nhưng nhìn thấy cảnh đó thì không kiềm được, hét lớn lên, tiến đến trước mặt tên tay sai, chỉ trong tích tắc rồi đá ông ta văng ra xa. Người đó ăn một đá của Nghiêm Lãnh Thạch, bay ra xa mấy mét, ngã xuống đất, liên tục hộc máu, mặt mày tái nhợt. Hoàng Thương vừa nhìn là nhận ra Nghiêm Lãnh Thạch ngay, ông ta chau mày, nói, anh Nghiêm, sao anh cũng ở đây? Nghiêm Lãnh Thạch giận dữ, nói, Hoàng Thương, người của anh cũng lớn gan thật, dám động đến cậu Ngô. Hoàng Thương chột dạ, lẽ nào mình hoa mắt rồi sao? Sao Nghiêm Lãnh Thạch lại ra mặt thay cho gia đình này? Thế là ông ta hỏi, anh Nghiêm, tôi cũng có bày tiệc rượu ở tầng 2, nhưng khách sạn của các anh chỉ cho mấy nhân viên phục vụ đến. Còn chỗ này thì có tới mấy chục người. Ông chủ Nghiêm, làm thế là sao? Xem thường họ Hoàng tôi sao? Nghiêm Lãnh Thạch hừ một tiếng lạnh lùng, nếu có chỗ nào chưa được chu đáo thì xin lỗi ông hai Hoàng vậy. Nhưng người của anh đánh người là sai rồi, nếu anh không có câu trả lời thích đáng thì họ Nghiêm tôi đây sẽ không chịu đâu. Hoàng Thương giật mình, Nghiêm Lãnh Thạch khách sáo như thế khiến ông ta càng chắc chắn gia đình này không đơn giản, ông ta hít một hơi thật dài, nói, anh Nghiêm. Thuộc hạ của tôi có phần tức giận, có điều chỉ là một đám chó mèo, có đánh thì cũng đã đánh rồi. Nghiêm Lãnh Thạch đang định nói thì bỗng có một thanh niên cao to đẹp trai, khí chất người người tiến đến, cậu mặc đồ lính màu xanh, đấy chính là Ngô Bình. Nghiêm Lãnh Thạch vừa nhìn thấy Ngô Bình thì sắc mặt liền thay đổi, ông ta liền tiến về trước, hạ giọng nói, xin lỗi cậu chủ, tôi đã để ông chủ phải sợ hãi. Ngô Bình không nói gì, cậu bước đến trước mặt Ngô Đại Hưng. Phát hiện trên má trái của ông có một dấu tay rất rõ thì liền chau mày, hỏi, bố, là do ai đánh? Ngô Đại Hưng vội nói, Tiểu Bình, hôm nay là ngày vui, bỏ đi con. Ngô Bình lắc đầu, không bỏ qua được, ai đã đánh bố thì nhất định con phải trả lại 100 lần. Nghiêm Lãnh Thạch đưa tay tóm người đó ra, nói, là tên khốn không có mắt này. Ngô Bình liếc nhìn người đó rồi bình thản nói, đánh người nhà của sĩ quan, nặng nhất có thể bị xử cực hình. Lá gan của anh cũng không nhỏ đâu. Mặt người đó tái mét, dù hắn không có nhiều kiến thức thì cũng có thể nhìn ra được bộ quân phục của Ngô Bình không đơn giản. Hoàng Thương giật mình, thầm thấy không ổn, sao gia đình này lại có một sĩ quan? Phải biết rằng, địa vị của quân nhân ở nước Đại Hạ rất cao, rất nhiều sĩ quan sau khi xuất ngũ đều đến địa phương làm quan. Ở Đại Hạ, đánh đập, sỉ nhục người nhà của sĩ quan cũng là một tội rất nặng. Ông ta không biết lai lịch của Ngô Bình, vội chạy đến, cười hòa, thì ra là bố của sĩ quan, thật xin lỗi bố quá, tên khốn này thật không có mắt, nhất định tôi sẽ trừng phạt hẳn thật nặng. Ngô Bình hỏi ông ta với vẻ mặt không cảm xúc, hắn là người của ông sao? Hoàng Thương gật đầu, vâng,
ông ta là một thuộc hạ của tôi. Bốp! Ngô Bình đưa tay tát cho ông hai hoàng đó một bạt tai, khiến ông ta bay ra xa mấy mét. Hoàng thương vừa kinh ngạc vừa tức giận, chỉ vào mặt Ngô Bình và hét, cậu dám đánh tôi. Ngô Bình cười lạnh lùng, đánh ông. Dù bây giờ tôi có giết ông thì cũng chẳng sao. Nghiêm Lãnh Thạch chỉ muốn đá chết Hoàng thương cho xong, ông ta lạnh lùng nói, đây là thủ khoa của tỉnh Giang Nam chúng ta, đồng thời cũng là thống lĩnh thị vệ dưới trướng Đông Vương. Phải rồi, cậu Ngô được Đông Vương rất coi trọng, sẽ nhanh chóng được vào học viện quân sự của Đại Hạ để đào tạo chuyên sâu. Hoàng thương, hãy dùng cái đầu chó của anh suy nghĩ thử, người của học viện quân sự Đại Hạ là người mà anh có thể động đến sao? Hoàng thương lập tức toát mồ hôi lạnh, Nghiêm Lãnh Thạch không phải đang hù dọa ông A, người tốt nghiệp từ học viện quân sự Đại Hạ dù cho không thành công thì cũng có thể thông qua quan hệ, có được chức thị trưởng của một địa phương một cách nhẹ nhàng. Vậy nói gì đến ông ta chỉ là em trai của thị trưởng mà thôi. Ông ta chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, tay chân bùn rùn, ông ta quỳ xuống đất một cái thịt, run rẩy nói, Ngô thống lĩnh, xin lỗi, tiểu nhân biết sai rồi, xin thống lĩnh đại nhân tha tội. Cả nhà Ngô Cường, đến cả bà cụ Ngô cũng ngớ ra, chẳng phải người đó rất uy phong sao? Sao đột nhiên lại quỳ trước Ngô Bình? Hơn nữa, tại sao họ lại gọi cậu là thống lĩnh đại nhân? Ngô Bình lạnh lùng nói, vẻ mặt không cảm xúc, bảo thuộc hạ của ông tự vào 100 cái. Hoàng thương lập tức ngoảnh đầu sang hét lớn, có nghe thấy chưa, tự vả vào mồm đi. Người đó vốn đã bị đá bị thương, giờ còn phải nhịn đau tự vả miệng mình. Hết lần này đến lần khác. Ngô Bình không thèm quan tâm đến ông ta nữa, cậu quay trở lại bàn tiệc trong bộ quân phục, lần lượt kính rượu trưởng bối. Tiểu Bình, thống lĩnh là gì? Có mấy người nghe thấy họ nói chuyện nên tò mò hỏi. Ngô Bình cười, nói con quản một doanh trại thị vệ. Mọi người bàn tán xôn xao, ai cũng khen cậu có tương lai, đem vinh quang về cho nhà họ Ngô. Từ Kiêu cũng có mặt. Cậu ta nhìn thấy Ngô Bình mặc quân phục cực kỳ ngầu thì cũng mặt dày đòi mượn mặc vài ngày. Cả nhà Ngô Cường lúc nãy còn cười trên sự đau khổ của người khác, giờ biết được Ngô Bình còn mạnh hơn cả trong tưởng tượng của họ thì ai cũng câm như hến. Tiểu Bình, chuyện con sắp đến học viện quân sự Đại Hạ là sao thế? Sao bố lại không biết, Ngô Đại Hưng bụng một bên mặt, hỏi, để mọi người được nghe rõ, ông cố ý nói thật to. Ngô Bình cười. Nói chuyện này vừa mới được quyết định, con thi vào Đại học Thần Kinh trước, sau đó đến Học viện Quân sự Đại Hạ nghiên cứu thêm, cùng lúc lấy bằng quân sự và bằng văn hóa. Người bình thường cũng đều đã từng nghe nói về Học viện Quân sự Đại Hạ, biết được sức mạnh và sự thần bí của nó. Chẳng hạn những nhân vật lớn trong triều hiện tại có đến 1/3 là tốt nghiệp từ Học viện Quân sự Đại Hạ, trong đó bao gồm thần tướng số 1 hiện nay của Đại Hạ, Tô Long Tượng. Ngô Đại Hưng tiếp tục hỏi, Tiểu Bình, vậy sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự Đại Hạ thì có phải sẽ có thể vào quân đội làm quan không? Ngô Bình cười, nói, có thể hiểu như thế. Không khí càng náo nhiệt hơn, vợ chồng Hàn. Chí Thành cũng được rất nhiều người vây lấy, không ngừng khen Hàn Chí Thành có mắt nhìn, tìm được một chàng rể ưu tú như thế. Mặt khác, người kia tự tát 50 mấy bạt tai đã bất tỉnh, Hoàng thương đích thân ra tay, đánh cho đủ 50 cái còn lại. Sau khi đánh đủ 100 cái, ông ta cười nịnh, tiến qua, hỏi thử có cần đánh tiếp không? Ngô Bình cũng không muốn mọi người mất vui nên đã phất tay, nói các người đi đi. Buổi tiệc kéo dài đến 11 giờ rưỡi đêm thì khách mời mới lần lượt ra về. Ngô Bình cho người tiễn hai vợ chồng Hàn Chí Thành về nhà trước rồi cùng Hàn Băng Nghiên theo bố mẹ về nhà. Ngô Đại Hưng uống không ít rượu, sớm đã say mềm nên Ngô Bình đỡ ông về phòng nghỉ ngơi trước. Sau đó là thời gian cậu và Hàn Băng Nghiên được ở riêng với nhau. Lúc này Hàn Băng Nghiên thu mình trong lòng cậu như một con mèo, lòng vừa vui vừa thấy yên bình, cô nói, anh Bình, anh thật lợi hại, ra ngoài một chuyến thì đã là thống lĩnh. Ngô Bình, là chức quan do Đông Vương cho. Anh, vốn dĩ anh chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống quân đội, ai ngờ lại thành thống lĩnh trại thị vệ. Hàn Băng Nghiên, anh Bình, vậy sau này anh phải đánh trận sao? Ngô Bình, đánh trận là chuyện không thể tránh khỏi, dù gì anh cũng là quân nhân. Có điều em yên tâm, nhất định anh sẽ bảo vệ tốt cho mình. Tối đó Ngô Bình không tu luyện mà chỉ dính lấy Hàn Băng Nghiên cho đến sáng hôm sau mới dậy. Còn Hàn Băng Nghiên thì bị giày vò đến suýt không dậy nổi.
lúc này bữa sáng đã được dọn lên, điểm tâm và các món phụ đều do Dương Quế Chỉ chuẩn bị. Tiểu Bình, Băng Nghiên, mau rửa tay rồi ăn thôi, bà ấy vẫy tay gọi. Ngô Bình không nhìn thấy Ngô Đại Hưng bèn hỏi, mẹ, bố con đâu rồi? Dương Quế Chỉ, đi ra ngoài với vài người bạn rồi. Hàn Băng Nghiên, anh Bình, hôm qua anh nói có một hòn đảo có thể bay, có thể dẫn em đến đó chơi không? Ngô Bình cười nói, được chứ, hôm nào rảnh, anh dẫn em đến đảo Hoan Không chơi. Ngô Bình vẫn chưa ăn sáng xong, Nghiêm Lãnh Thạch đã đến gặp, bình thường có việc gì Nghiêm Lãnh Thạch đều gọi điện thoại cho Ngô Bình để bàn bạc, nhưng lần này ông ta lại đến tận nhà mà không nói trước, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Cậu dẫn Nghiêm Lãnh Thạch đến phòng sách hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Nghiêm Lãnh Thạch thở dài nói, Trung Châu có một gia đình bình thường, họ có một đứa con trai 10 tuổi đã bị thất lạc vào 10 năm trước. Ngô Bình, thì... Nghiêm Lãnh Thạch, 3 ngày trước, đứa con trai mất tích 10 năm của họ quay lại. Hóa ra không phải là mất tích, mà là bị tiên nhân dẫn đi tu luyện. Bây giờ cậu ta đã là đệ tử chân truyền của tông môn hạng 2. Ngô Bình hơi ngạc nhiên, chân truyền tông môn hạng 2, thân phận này lại khá thú vị đấy. Chỉ là chuyện này liên quan gì đến ông? Nghiêm Lãnh Thạch cười khổ, vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến chúng ta, nhưng để lấy lòng vị đệ tử chân truyền này, thị trưởng thành phố đã quyết định tổ chức một cuộc tuyển chọn các thiếu nữ ở Trung Châu để chọn ra vài cô gái vừa ý cho vị đệ tử chân truyền đó, đến nhà hắn làm người giúp việc. Ngô Bình trợn to mắt, tuyển chọn các thiếu nữ, có phải đầu óc thị trưởng thành phố Trung Châu bị hỏng rồi không? Nghiêm Lãnh Thạch thở dài, thị trưởng thành phố muốn lấy lòng hẳn ta nên mới đưa ra ý này. Ngô Bình lắc đầu nói, thế nên rốt cuộc chuyện này có liên quan gì đến chúng ta? Nghiêm Lãnh Thạch bất lực nói, cô Hàn cũng nằm trong danh sách đó. Dầm, Ngô Bình đập bàn tức giận nói, dám có ý xấu với Băng Nghiên, ông ta không muốn sống rồi à? Nghiêm Lãnh Thạch cười khổ, đứa con gái 14 tuổi của tôi cũng nằm trong danh sách. Ngô Bình cười nói, thú vị đấy. Ông Nghiêm, ông nói xem nếu thị trưởng thành phố đó biết tôi là đệ tử xuất sắc của tông môn hạng nhất, ông ta có bỏ đến liếm giày cho tôi không? Nghiêm Lãnh Thạch nghiêm túc nói, rất có khả năng. Ngô Bình lắc đầu nói, ông nói rõ ràng với họ, dám động vào người của chúng ta, tôi sẽ cho họ đẹp mặt. Nghiêm Lãnh Thạch khẽ thở dài, nói chủ nhân, trước đó cậu đã dạy dỗ em rể của thị trưởng thành phố. Hôm qua lại dạy dỗ anh em của ông ta, Hoàng Thương. Tôi nghe nói thị trưởng thành phố Hoàng rất bất mãn với chủ nhân. Ngô Bình, sớm muộn gì tôi cũng cho ông ta một bài học. Hai người mới nói được vài câu, chuông cửa đã vang lên. Dương Quế Chỉ đi mở cửa thì thấy có 5 người mặc đồng phục đứng ngoài cửa, một người trong đó cầm một thứ giống như lệnh khám xét, lạnh lùng nói, nhận lệnh từ cấp trên, bọn tôi đến tìm cô Hàn Băng Nghiên. Ngô Bình nghe thấy động tĩnh bèn đi ra ngoài xem thử, cậu nhìn đối phương hỏi, các anh tìm Hàn Băng Nghiên làm gì? Người này nói, phối hợp điều tra. Mời cô Hàn đi theo chúng tôi. Ngô Bình cười mỉa, điều tra cái gì, anh nói rõ xem nào. Người này sầm mặt, này, cậu đừng gây chuyện, nếu không tôi có thể bắt cậu vì tội chống đối người thi hành công vụ. Ngô Bình nhướng mày, bắt tôi, anh có thể thử xem. Người này lập tức lấy còng tay đeo bên hông ra, sải bước đi đến chỗ Ngô Bình định còng cậu lại. Thế nhưng anh ta vừa bước được vài bước, đầu óc trống rỗng, cả người đứng sững tại chỗ, bất động. Những người khác sửng sốt, chuyện gì thế? Cút! Ngô Bình khế quát, đám người này như bị khống chế, vẻ mặt ai cũng cứng đờ xoay người rời đi. Sau khi mấy người này đi, sắc mặt Ngô Bình rất khó coi, mấy người này đúng là chẳng coi ai ra gì. Thế mà lại đến nhà bắt người đi tham gia tuyển chọn thiếu nữ. Cậu trầm giọng hỏi, bây giờ thị trưởng thành phố đang ở đâu? Nghiêm Lãnh Thạch nói, hôm nay chắc là ông ta ở Sơn Trang Vạn Tú, đó là nơi ông ta nghỉ ngơi. Nếu không có gì bất ngờ thì đệ tử chân truyền đó hẳn cũng ở đó. Ngô Bình, đi thôi, đến Sơn Trang Vạn Tú. Nghiêm Lãnh Thạch hỏi, chủ nhân muốn làm gì? Ngô Bình, loại người vô liêm sỉ này thì chỉ có đánh cho một trận, ông ta mới biết đau. Nghiêm Lãnh Thạch cười khổ, chuyện đi dạy dỗ một thị trưởng thành phố nghe có vẻ hoang đường, nhưng nếu là Ngô Bình làm thế thì chẳng là gì. Được, vậy tôi đi với chủ nhân. Dưới một mái đình ở Sơn Trang Vạn Tú, thị trưởng thành phố Hoàng Diên Lấng đang nói chuyện với một thanh niên khoảng 20 tuổi,
thân là người đứng đầu của hàng trăm chức vụ ở thành phố Trung Châu, lúc này ông ta cực kỳ khiêm nhường cười nói, cậu Niên, chúng tôi thật sự rất vui, cũng cảm thấy may mắn khi cậu có thể về lại Trung Châu được không? Mong cậu có thể ở lại thêm vài ngày, chúng tôi muốn được tiếp xúc gần với cậu hơn. Gương mặt cậu Niên này lộ ra vẻ kiêu ngạo, thân là đệ tử chân truyền của tông môn hạng hai, thật ra hẳn cũng không xem thị trưởng thành phố Trung Châu này ra gì cả, nhưng dù sao người nhà của mình gia tộc vẫn sống ở Trung Châu một thời gian, nên hẳn vẫn khách sáo với Hoàng Diên Lãng. Cũng được, cậu Niên lạnh nhạt nói, sau đó hỏi, chuyện tuyển thiếu nữ đã tiến hành chưa? Nghe hẳn hỏi về vấn đề này, Hoàng Diên Lãng cười nói, cậu Niên đừng lo lắng, chúng tôi đang nhanh chóng tiến hành rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng chọn được người phụ nữ như ý cậu trong vòng 3 ngày. Cậu Niên này tên là Niên Phùng Thời, khổ tu 10 năm, hẳn bị sư phụ cấm tiếp cận với phụ nữ nên lần này vô cùng thèm khát, muốn ăn no vài bữa. Thế là Hoàng Diên Lãng đã tổ chức hoạt động tuyển các thiếu nữ trong toàn thành phố vì hẳn. Niên Phùng Thời khẽ gật đầu, nói, bên cạnh bố mẹ tôi cũng cần vài người chăm sóc, có thể chọn thêm vài người. Hoàng Diên Lãng hỏi, cậu Niên. Vậy trước tiên chọn ra 30 người nhỉ? Niên Phùng Thời gật đầu, cũng được. Vừa nói xong câu này, Niên Phùng Thời bỗng đứng dậy, híp mắt nhìn xung quanh. Hoàng Diên Lãng quay đầu nhìn sang, nhìn thấy một đám mây màu tím từ xa bay đến, vì nhìn từ xa nên khá mờ, ông ta dụi mắt, đám mây màu tím đó đã đáp xuống vườn hoa cách đó không xa. Người đến chính là Ngô Bình và Nghiêm Lãnh Thạch. Ngô Bình sải bước đi đến. Lập tức xuất hiện trước mặt Hoàng Diên Lãng. Hoàng Diên Lãng cực kỳ hoảng sợ, ông ta lùi ra sau một bước hỏi, cậu là ai? Ngô Bình, thị trưởng Hoàng, tôi từng đánh em vợ của ông, hôm qua vừa dạy dỗ xong Hoàng thương nhà ông không nhận ra tôi à? Nghe cậu nói thế, Hoàng Diên Lãng sầm mặt, là cậu. Người đâu, đánh cậu ta? Thân là thị trưởng thành phố, bên cạnh ông ta có vệ sĩ thực lực cao. Nhưng chẳng ai chạy đến sau khi ông ta gọi. Niên Phùng Thời đứng dậy, hắn nói, thị trưởng Hoàng đừng gọi nữa, người của ông không nghe thấy đâu. Hẳn nhìn Ngô Bình nói, cách bay này của cậu đẹp đấy, không biết đến từ tông môn nào. Ngô Bình nói, Ngô Bình đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông, anh là đệ tử chân truyền vừa trở về thăm người thân đó à? Niên Phùng Thời rất ngạc nhiên, cậu ta thế mà là đệ tử tinh anh. Nhưng sau một lúc kinh ngạc, hắn lại nghi ngờ nó Liên Sơn Tông và tông môn tôi ở cùng một tiên giới, theo tôi được biết thì hình như Liên Sơn Tông chỉ có một đệ tử tinh anh mà nhỉ. Ngô Bình, đúng thế, nên tôi là đệ tử tinh anh mới thăng cấp đây. Niên Phùng Thời quan sát Ngô Bình từ trên xuống dưới, không cảm nhận được hơi thở cậu mạnh ra sao, hơn nữa tu vi có vẻ cũng không cao. Minh như mình, hắn bất giác cười nói, cậu Ngô này, cậu nói cậu là đệ tử tinh anh, có bằng chứng gì không? Ngô Bình chẳng muốn nói nhiều, lên tiếng, tôi có huy hiệu, nhưng anh xứng nhìn thấy nó sao? Lời này rất tổn thương người khác, sắc mặt Niên Thời Phùng u ám, lạnh lùng nói, làm người không thể quá kiêu ngạo. Ngô Bình nói, ở đây không có chuyện của anh, cút đi, tôi tìm Hoàng Diên Lãng nói chuyện. Niên Phùng Thời lại càng cảm thấy Ngô Bình đang khoác lác, cậu căn bản chẳng phải đệ tử tinh anh gì mà chỉ là lấy thân phận ra để hù dọa mà thôi. Nghĩ như vậy. Hắn cười lạnh, cậu bạn à, thị trưởng Hoàng là bạn của tôi, cậu muốn động đến ông ấy, phải hỏi xem tôi có đồng ý không mới được. Ngô Bình bật cười, anh đúng là tự rát vàng lên mặt. Niên Thời Phùng cười lạnh, là cậu tự đề cao chính mình thôi. Ngô Bình khẽ thở dài, cậu đứng yên bất động. Niên Thời Phùng bỗng rơi vào ảo cảnh, ánh mắt đờ đẫn, đứng lắc lư tại chỗ như đang tránh né thứ gì đó, ánh mắt cũng dần dần có vẻ kinh sợ. Hoàng Diên Lãng nhìn mà ngây ngốc, bèn hỏi, cậu làm gì hắn vậy? Ngô Bình, hẳn chỉ là rơi vào ảo giác thôi, tôi có thể để hắn thoát ra bất kỳ lúc nào. Nói rồi, cậu ngồi xuống ghế đối diện với Hoàng Diên Lãng, Nghiêm Lãnh Thạch đứng sau lưng cậu, vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm Hoàng Diên Lãng. Hoàng Diên Lãng đổ đầy mồ hôi trên trán, tuy đã biết thân phận của Ngô Bình từ miệng Hoàng Thương, là thống lĩnh thị vệ doanh. Nhưng mọi người không chung một hệ thống. Ông ta cũng kết sức kiêng dè. Thế nhưng, tình hình hiện tại thì hoàn toàn khác rồi, người này lại dám tự xưng là đệ tử Đại Tông, mà còn là đệ tử tinh anh. Hơn nữa, thủ đoạn cậu kinh người, Niên Phùng Thời này là đệ tử chân truyền của một tông môn nhị phẩm,
mà ở trước mặt cậu cũng không chịu được một đòn. Thống lĩnh Ngô, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì rồi không? Hiểu lầm, Ngô Bình cười lạnh, ông cử người đến bắt bạn gái tôi tham gia tuyển tú gì đó, làm người hầu cho đám người ngu ngốc thế này, cách ông nịnh bợ người ta đúng là chỉ có mỗi trò này. Hoàng Diên Lãng vội nói, đây là hiểu lầm, là người bên dưới không biết làm việc, chọc giận tới cậu, tôi đền tội với cậu. Nói xong, ông ta liên tục thở dài. Ngô Bình hừ một tiếng, bớt cái bộ dạng này đi. Chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, xin lỗi mà có tác dụng thì trên đời này sẽ không có người chết rồi. Nghiêm Lãnh Thạch lập tức nói, chủ nhân, giữ lại Hoàng Diên Lãng này sẽ chỉ có tai họa, tôi thấy cứ trừ khử ông ta đi, rồi đổi người khác biết nghe lời làm thị trưởng. Ngô Bình gật đầu, ông nói đúng. Hoàng Diên Lãng sợ đến mức tè ra quần, ông ta ngã bịch xuống đất, nước mắt giàn giụa, thống lĩnh đại nhân tha mạng. Tiểu nhân biết sai rồi, sau này tiểu nhân nhất định sẽ thay đổi, nghe lời cậu, cậu bảo tiểu nhân làm gì thì tiểu nhân làm đó. Nghiêm Lãnh Thạch nghe vậy thì nói, chủ nhân, tôi thấy ông Hoàng đây cũng khá hiểu chuyện, chỉ bằng tha cho ông ta một mạng. Ngô Bình, lúc trước ông ta còn dám động đến bạn gái tôi sao có thể tha cho ông ta? Nghiêm Lãnh Thạch, người cũng có lúc sai yểm, hơn nữa cô Hàn cũng không bị ảnh hưởng gì, tôi thấy tha cho ông ta lần này, cho ông ta một cơ hội lập công chuộc tội. Ngô Bình, vậy xem ông ta có thể lập công chuộc tội thế nào? Hoàng Diên Lãng sao lại không nghe ra ý của Ngô Bình chứ? Ông ta vội nói, thống lĩnh Ngô, cậu có chuyện gì chỉ cần dặn dò, tại hạ xế không do dự, không chối từ. Ngô Bình ừ một tiếng, nói cũng không có gì cả. Sau này ông chính là tiểu đệ bên cạnh lão Nghiêm, ông ấy bảo ông làm gì thì ông cứ ngoan ngoãn nghe lệnh. Đương nhiên, đi theo tôi, ông cũng sẽ không chịu thiệt. Ánh mắt Hoàng Diên Lãng sáng lên, vội nói, vâng, tiểu nhân đã hiểu, tiểu nhân nhất định nghe lời. Ngô Bình, ông có thể làm được thị trưởng, chắc hẳn sau lưng có người chống đỡ, chỗ dựa của ông là ai? Hoàng Diên Lãng không dám che giấu, nói. Chỗ dựa của tiểu nhân là Tiền Nhuận trong tỉnh, ông ta là người đứng đầu tỉnh Giang Nam. Nghiêm Lãnh Thạch có chút bất ngờ, ông là người của Tiền Nhuận, đúng là che giấu kỹ quái. Ngô Bình, lão Nghiêm, sao lại nói như vậy? Nghiêm Lãnh Thạch, chủ nhân không biết thôi, Hoàng Diên Lãng này ngoài mặt vẫn luôn bị Tiền Nhuận chèn ép mà người khác đều nghĩ rằng ông ta là người của Mã Hướng Phong, người đối đầu với Tiền Nhuận. Ngô Bình cười nói, ra là vậy. Hoàng Diên Lãng giải thích, thật ra Mã Hướng Phong cũng là người của Tiền Nhuận. Ngô Bình cũng không hứng thú với những chuyện này, nói, mặc kệ ông là người của ai, sau này lệnh của Lão Nghiêm thì ông phải ưu tiên chấp hành trước. Đương nhiên, nếu không phải là chuyện gấp gáp thì ông cứ duy trì quan hệ với bên kia như cũ. Hoàng Diên Lãng nói, vâng, tiểu nhân hiểu. Ngô Bình uống ngụm trà, hỏi ông ta, ông là thị trưởng, lại đi nịnh bợ một đệ tử chân truyền như vậy. Ông có chuyện gì cần nhờ sao? Hoàng Diên Lãng khẽ thở dài, nói, là con gái tiểu nhân bị bệnh nặng, cần một viên tiên đan kéo dài tính mạng. Ngô Bình cười lạnh, tiên đan, đừng nói ông tổ chức tuyển tú một lần, cho dù ông nhận hắn là cha nuôi, hắn cũng không thể đưa tiên đan cho ông đâu. Hoàng Diên Lãng cúi đầu, nói con gái tôi rất đáng thương, con bé lương thiện như vậy, tôi muốn con bé sống tiếp. Cho dù chỉ có một phần cơ hội thì tôi cũng không thể từ bỏ. Lúc này, hai mắt Hoàng Diên Lãng ướt đẫm, lúc này ông ta không phải là thị trưởng mà chỉ là một người cha hy vọng con gái được sống mà thôi. Ngô Bình im lặng một lúc rồi nói, bảo con gái ông qua đây, tôi xem có thể chữa được không. Hoàng Diên Lãng ngây người, hỏi, thống lĩnh đại nhân biết y thuật sao? Ngô Bình, biết đôi chút. Hoàng Diên Lãng vui mừng, vâng. Tôi lập tức gọi con bé. Ông ta vội vàng đi, Ngô Bình lại vung tay lên, Niên Phùng thời kia thoát khỏi ảo ảnh kia. Lúc này vẻ mặt hắn kinh sợ, thì ra hắn vừa bước vào trong. Ảo ảnh vô biên, dùng hết mọi cách cũng không thể thoát ra được. Ngô Bình hỏi hắn, phục không? Niên Phùng thời hít sâu một hơi, hắn siết chặt nắm tay, nói tôi phục. Ngô Bình gật đầu, phục thì tốt. Nếu anh không phục thì tôi sẽ để anh ở đó thêm mấy ngày. Niên Phùng thời nói, là tôi có mắt như mù, tôi nhận thua ồ. Nói xong hắn chắp tay, xoay người muốn rời đi. Tôi cho anh đi rồi sao, Ngô Bình lạnh lùng nói. Niên Phùng thời tức giận nói, cậu muốn làm gì? Giết tôi sao?
Ngô Bình cười nói, tại sao tôi phải giết anh? Tôi chỉ là muốn hỏi anh một câu, anh ở tông môn nào? Niên Phùng Thời nói, Vân Long Tông. Ngô Bình, vậy mục đích anh đến Trung Châu làm gì? Sắc mặt Niên Phùng Thời thay đổi, tôi có mục đích gì? Ngô Bình lạnh nhạt nói, anh nghĩ tôi không biết mục đích thật sự anh tuyển tú làm gì sao? Niên Phùng Thời thản nhiên nói, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Ngô Bình lấy máy tính bảng từ trên bàn, bên trên viết tên rất nhiều cô gái cùng với ngày sinh. Lúc Ngô Bình đến thì đã nhìn thấy nội dung trên máy tính bảng. Cậu xem rồi nói, bên trên có viết ngày sinh của tất cả các cô gái, đều sinh vào mùa xuân, giờ tí, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Niên Phùng Thời bất giác trầm mặc. Ngô Bình nói, anh không nói cũng không sao, vậy thì ở lại trong ảo ảnh thêm vài ngày đi, đến khi anh muốn nói thì thôi. Cậu vừa vung tay, Niên Phùng Thời đã thở dài, nói, tôi nói. Ngô Bình bỏ máy tính bảng xuống, nói, quả nhiên anh là người thông minh. Niên Phùng Thời im lặng một lúc rồi nói, tôi là phụng mệnh sư phụ, đến Trung Châu tìm một nữ tu chuyển thế. Ngô Bình, tại sao phải tìm cô ấy? Niên Phùng Thời, bởi vì trên người cô ấy có bí mật kinh thiên động địa. Ngô Bình không nhịn được hỏi, bí mật gì? Không rõ, sư tôn không nói cho tôi. Anh phải tìm cô ấy bằng cách nào? Niên Phùng Thời, cô gái kia chắc chắn sẽ sinh ra vào mùa xuân, giờ tí, tuổi từ 18 đến 20 tuổi. Ngoài những thứ này, còn có điều kiện gì khác không? Niên Phùng Thời, cô gái này tu thân, có mùi hương đặc biệt. Cho dù cô ấy chuyển thế trùng sinh thì trên người cũng sẽ có mùi hương. Ngô Bình, cho nên anh chuẩn dựa vào mùi hương cơ thể để đánh giá xem ai là nữ tu chuyển thế sao? Niên Phùng Thời gật đầu, quả thực là tôi có kế hoạch như vậy. Ngô Bình xua tay nói, anh đi được rồi. Niên Phùng Thời chắp tay, cảm tạ cậu Ngô. Niên Phùng Thời đi không bao lâu, Hoàng Diên. Lãng đã dùng xe lăn đẩy một cô gái đến, cô bé chỉ chừng 13-14 tuổi. Sắc mặt vàng vọt, không có chút huyết sắc. Tóc cô bé như dây thừng vậy, trông không hề mượt mà, dưới da còn xuất hiện vết máu li ti. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy cô bé, Ngô Bình đã nghĩ ngay đến người chết, chỉ có người chết mới có gương mặt như vậy. Hoàng Diên Lãng, đại nhân, con gái tôi gần một năm trước đã mắc bệnh lạ, không ăn không uống, cứ ngủ thì sẽ lo sợ la hét. Con bé nói, trong mơ có người đuổi giết nó, sau khi đuổi được thì tra tấn đủ kiểu. Cảm giác bị tra tấn đó hệt như thật vậy. Sau này con bé không dám ngủ nữa, dần dần chuyển sang không muốn sống. Đã mấy lần con bé muốn từ bỏ, cũng may được phát hiện kịp thời. Ngô Bình đứng trước mặt cô bé, cảm thấy ánh mắt coi bé ngây dại, không có ánh sáng. Cậu hỏi, em tên gì? Nhưng cô bé không hề phản ứng, ý thức cô bé như đang rơi vào trạng thái của riêng mình, trạng thái như vậy có thể bảo vệ bản thân cô bé. Hoàng Diên Lãng thở dài, nói con bé không nghe được âm thanh bên ngoài, thi thoảng mới tỉnh táo. Ngô Bình bắt mạch cho cô bé một lúc rồi nói, cô bé bị yểm ma nhập rồi. Hoàng Diên Lãng kinh ngạc, yểm ma là gì? Một thứ có thể ký sinh trong giấc mộng của người khác, nó dựa vào việc hấp thụ nỗi sợ của vật chủ mà trưởng thành. Vật chủ càng sợ hãi thì nó càng lớn mạnh, đến khi nó lớn mạnh đến một mức, độ thì có thể kiểm soát được ý chí của vật chủ. Cuối cùng sẽ chiếm lấy vật chủ. Ngừng lại một lúc rồi cậu nói tiếp, nói thẳng ra thì yểm ma là một loại tà thuật. Có vài người tu vi không cao, nhưng lại muốn chuyển thế sống lại, nên tu luyện bản thân thành yểm ma. Yểm ma chỉ cần tìm được cơ hội thì sẽ ký sinh vào trong giấc mộng của người khác, cuối cùng sẽ chiếm lấy thân thể đối phương. Hoàng Diên Lãng nghe xong thì vừa sợ vừa giận, cái thứ yểm ma đáng chết, hại con gái tôi thảm như vậy, tôi sẽ không tha cho nói. Sau đó ông ta quỳ xuống đất, cầu xin nói, đại nhân, xin cậu cứu con gái tôi, chỉ cần cậu có thể cứu được con gái tôi, đại nhân muốn tôi chết, tôi cũng không do dự. Hoàng Diên Lãng rất yêu thương con gái, lúc này ông ta không màng đến tôn nghiêm, trực tiếp quỳ xuống cầu xin Ngô Bình giúp ông ta. Ngô Bình lạnh nhạt nói, đứng lên đi, nếu tôi gặp được thì sẽ không ngồi không mặc kệ. Hoàng Diên Lãng vui mừng, cảm tạ đại nhân. Ngô Bình điểm tay phải vào giữa trán cô bé, sử dụng bí chú trấn ma, một luồng bí lực tiến vào thân thể cô bé. Cô bé bỗng mở bừng mắt, đôi mắt trở nên u tối, một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Người nào dám động đến lão phu?
Ngô Bình cười lạnh, ma chướng, chết đi. Cô bé bỗng mở to mắt, phun ra một luồng khói đen. Luồng khói đen bay lên không đó, chính là yểm ma, nó ngưng tụ thành hình mặt người. Mặt người này vừa xuất hiện đã bị Ngô Bình phun ra một ngụm chân hỏa thiêu thành tro, trước khi chết chỉ kịp thét lên chói tai. Thiêu chết yểm ma xong, Ngô Bình vươn tay điểm vào giữa trán cô bé, cơ thể cô bé run rẩy, rồi chậm rãi mở mắt. Cô bé khôi phục lại tinh thần, bỗng nhiên ôm chầm lấy Ngô Bình, vừa khó vừa liên tục nói cảm ơn. Mọi chuyện vừa xảy ra lúc nãy, cô bé tự cô lập. Bản thân đều thấy rõ ràng, vì vậy cô bé biết là nhờ. Ngô Bình trước mặt mình đâu đã cứu cô bé khỏi bể khổ. Anh trai, cảm ơn NHTL. Ngô Bình vỗ lưng cô bé, không sao rồi, sau này em có thể ngủ bình thường rồi. Người đuổi giết em đã bị anh tiêu diệt rồi. Hoàng Diên Lãng vội nói, cục cưng, con quay về nghỉ ngơi trước đi. Cho người đẩy cô bé về phòng, Hoàng Diên Lãng lại quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, nói cảm ơn đại nhân đã ra tay giúp đốt. Ngô Bình thản nhiên nói, chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Sau đó cậu hỏi, chuyện tuyển tú tiến hành thế nào? Hoàng Diên Lãng, tôi sẽ dừng chuyện tuyển tú ngay lập tức. Bây giờ niên phùng thời kia đã không còn, bệnh của con gái cũng đã tốt, chuyện tuyển tú không cần thiết nữa. Ngô Bình, chuyện tuyển tú tiến hành đến đâu rồi? Hoàng Diên Lãng, đã thu thập được thông tin của phần lớn các cô gái rồi. Ngô Bình, Niên Phùng Thời có nói cho ông, bảo ông chú ý riêng đến những cô gái nào không? Hoàng Diên Lãng, có. Người của tôi đã chọn ra 7 cô gái có mùi hương đặc biệt, mấy tiếng nữa sẽ đưa đến. Ngô Bình, công việc tuyển tú còn lại tạm ngừng, ông đưa 7 cô gái kia qua đây, tôi nhìn thử xem. Hoàng Diên Lãng còn nghĩ Ngô Bình muốn chọn mấy cô gái xinh đẹp, vội nói ại nhân cứ yên tâm, cậu thích người nào, tôi nhất định sẽ sắp xếp. Ngô Bình nói, ông không cần sắp xếp gì cả, tôi chỉ nhìn thử xem thôi. Hoàng Diên Lãng chỉ đành nói, vâng. Ngô Bình lại lấy giấy bút, viết ra một phương thuốc, nói, lệnh thiên kim thân thể yếu ớt, có thể uống những thuốc này bồi bổ. 7 ngày sau, ông lại đến tìm tôi lấy phương thuốc khác. Hoàng Diên Lãng vui mừng, cảm ơn đại nhân. Ngô Bình, không có gì, ông đi xuống trước đi, tôi đi dạo xung quanh. Cậu tìm một nơi yên tĩnh, bắt đầu luyện công. Cậu đã tu luyện huyền ảnh công đến tầng 2 khôi ảnh, tiếp theo chính là tiến đến huyền ảnh công tầng 3 linh ảnh, có linh lực, có thể tấn công người khác, mà còn có thể tự mình hành động. Khoảng chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ sau, cậu đã luyện thành công linh ảnh thức nhất. Linh ảnh này không lớn, chỉ khoảng chừng 1 nắm tay, bình thường nó đều trốn dưới bàn chân Ngô Bình, lúc cần thiết thì có thể xuất hiện, làm một vài chuyện. Lúc này, Hoàng Diên Lãng đến tìm Ngô Bình, nói, đại nhân, 7 cô gái kia đã đưa đến rồi, đều đang ở phòng khách. Ngô Bình gật đầu, ừ, đi qua xem. Lúc này, trong một phòng khách lớn ở Sơn Trang, 7 cô gái đang ngồi bên trong, bọn họ có người 17-18 tuổi, có người 20, dáng vẻ có người xinh đẹp, có người trông bình thường. Ngô Bình đi từ bên cạnh đến, lần lượt đi qua 7 cô gái này. Khi cậu đi qua người cô gái có gương mặt tàn nhang, làn da ngăm đen thì cậu ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, mùi hương này không phải nước hoa, cũng không phải hương hoa, mà là một mùi hương chỉ có đàn ông mới có thể ngửi được. Ngô Bình nhìn cô gái, vóc dáng cô gái rất đẹp, nhưng mặt mũi thì bình thường, thậm chí là có hơi xấu. Nhưng ánh mắt cô gái rất sáng, tựa như sao, trời. Ngô Bình đứng lại, cười hỏi, người đẹp, cô tên gì? Cô gái bĩu môi, tôi cũng chẳng phải người đẹp gì. Ngô Bình cười nói, bảo vật luôn tự che giấu bản thân. Cô chính là người đẹp, chỉ là người khác không nhìn ra mà thôi. Cô gái ngây người, ý cậu là sao? Ngô Bình vươn tay nói, kết bạn nhé. Tôi tên Ngô Bình, là thủ khoa Đại học thành phố Giang Nam, chuẩn bị nhập học Đại học Thần Kinh. Cô gái tươi cười, cô ấy vươn đôi tay trắng mịn, nói tôi tên Y Mị. Nghe danh đã lâu. Trùng hợp tôi là người đứng thứ thành phố, cũng nhập học Đại học Thần Kinh. Ngô Bình cười nói, xem ra sau này là bạn cùng trường rồi. Y Mị khế cười, ừ, có thể quen biết thủ khoa, tiểu nữ vinh hạnh không thôi. Nói rồi cô ấy dùng nghỉ lễ cổ đại khẽ chào với Ngô Bình, gương mặt bình thường của cô ấy bỗng chốc lại trông quyến rũ phong tình hơn hẳn. Y Mị hỏi, tại sao các cậu lại muốn tìm nhiều người như thế,
dù muốn tuyển các thiếu nữ cũng không cần tìm người như tôi chứ. Ngô Bình bật cười, tuyển chọn các thiếu nữ chỉ là lời đồn, thật ra bọn tôi chọn vài cô gái xinh đẹp để làm người mẫu cho công ty, nhưng bây giờ đang lên kế hoạch hủy. Sau đó cậu nói với Hoàng Diên Lãng, đưa cho mỗi cô gái 10.000 tiền đi đường, bảo người đưa các cô ấy về nhà. Hoàng Diên Lãng vội nói, vâng. Hoàng Diên Lãng đi rồi, Y Mị ngạc nhiên hỏi, chẳng phải ông ta là thị trưởng thành phố à? Cậu, thế mà lại dám ra lệnh cho ông ta? Ngô Bình, tôi vừa chữa được bệnh cho con gái ông ta, bây giờ ông ta rất nghe lời tôi. Y Mị rất bái phục, thì ra cậu biết y thuật. Ngô Bình, Y Mị, tôi đưa cô về. Y Mị khẽ gật đầu, cảm ơn cậu. Ngô Bình lái một chiếc xe phổ thông trong gara của Hoàng Diên Lãng đưa Y Mị về. Lúc đến một căn biệt thự trên đỉnh núi theo địa chỉ Y Mị đưa, Ngô Bình bật cười, wow, hóa ra nhà cô giàu như thế. Y Mị, bố tôi là sếp tổng công ty công trình Trung Nguyên, cũng là chủ tịch. Công ty công trình Trung Nguyên là một doanh nghiệp quy mô lớn nhận thầu công trình và sản xuất máy móc xây dựng. Năm ngoài, doanh thu của công ty đã hơn 100 tỷ tệ, lợi nhuận gần 2 tỷ, tổng giá trị thị trường của công ty là gần 100 tỷ. Ngô Bình, tôi biết công trình Trung Nguyên, một trong các doanh nghiệp lớn nhất Trung Châu. Y Mị, có gì hay chứ, một năm chỉ được 2 tỷ lợi nhuận, cũng chẳng bằng công ty taxi. Ngô Bình, chẳng phải các cô cũng nhận công trình à? Sau khi về tôi nói với Hoàng Diên Lãng một tiếng, chia một phần công trình ở Trung Châu cho. Các cô, Y Mị trợn tròn mắt, thật sao? Mặc dù bố tôi cũng nhận được một số dự án nhưng đó đều là những dự án cũ, lợi nhuận có hạn. Nếu cậu có thể giành được một dự án lớn giúp ông ấy có thể dễ dàng kiếm được hàng trăm triệu. Lúc này cổng biệt thự mở ra, một người đàn ông trung niên hơi béo bước ra, ông ta cười hỏi Mị về rồi, đây là bạn con à? Y Mị cười nói, bố, đây là Ngô Bình Tráng nguyên kỳ thi tốt nghiệp tỉnh Giang Nam, cậu ấy cũng đăng ký trường Đại học Thần Kinh. Bố Y Mị tên là Y Phú Quốc, trình độ văn hóa của ông ta không cao nhưng lại rất thích đọc sách. Cũng cực kỳ thích những đứa trẻ học giỏi và chăm chỉ, nghe nói Ngô Bình là Trạng Nguyên tỉnh, ông ta cười nói, thì ra là Trạng Nguyên, mau vào nhà chơi. Ngô Bình vốn dĩ không định vào trong nhưng cậu không thể từ chối sự nhiệt tình của Y Phú Quốc nên bèn cùng vào phòng khách ngồi một lát. Người giúp việc mang trà lên, Y Phú Quốc nói, Tiểu Bình, cháu là niềm tự hào của Trung Châu. Cháu là bạn và cũng là bạn cùng trường của Y Mị, sau này nếu cháu gặp khó khăn gì cứ nói với chú. Chú sẽ giải quyết giúp cháu giải quyết. Y Mị liếc ông ta, bố, thị trưởng Hoàng còn khách sáo với cậu ấy, bố còn giúp được gì chứ? Y Phú Quốc sửng sốt, có hơi không phản ứng kịp. Ngô Bình cười nói, chú Y, không giấu gì chú, cháu có việc muốn nhờ chú giúp. Y Phú Quốc cười nói, cháu nói đi, chỉ cần chú có thể giúp thì nhất định sẽ giúp. Ngô Bình, hình như công ty chú chuyên về công trình cầu đường nhỉ? Y Phú Quốc gật đầu, ừ, kỹ thuật cầu đường của bọn chú là nhất toàn cầu đấy. Ngô Bình lấy điện thoại ra xem qua, nói, cháu có một người bạn ở tỉnh muốn xây dựng 3.000 cây em đường cao tốc trong 3 năm tới, trung bình mỗi năm 1.000 cây em. Cháu mong công ty chú có thể nhận một phần của dự án xây dựng, chia sẻ gánh nặng giúp bạn cháu. Y Phú Quốc sửng sốt, Ngô Bình có tìm ông ta giúp đâu, mà đang giúp ông ta đấy chứ. Ông ta vội hỏi, Tiểu Bình, người bạn ở tỉnh kia của cháu là? Ngô Bình, ông ấy là ai không quan trọng, quan trọng là trong tay ông ấy có một đoạn công trình đường cao tốc, cần một doanh nghiệp trình độ cao. Giúp đỡ. Y Phú Quốc vội gật đầu, không thành vấn đề, bao nhiêu cây số? Ngô Bình, với khả năng của công ty chú thì có thể nhận được bao nhiêu? Y Phú Quốc, 1.000 cây em thì không thành vấn đề, nếu nhiều hơn cũng có thể nhận được. Ngô Bình gật đầu, vậy 1.000 cây số. Y Phú Quốc sửng sốt, tỷ suất lợi nhuận của nhà thầu đường cao tốc khá cao, không dưới 30%. Thậm chí nhà thầu có thể bao thầu từng đoạn, chỉ riêng lấy tiền của nhà thầu thứ hai thôi cũng đã có thể kiếm được bộn tiền. Tiểu Bình, có thể thế thật sao? Cháu đừng đùa với chú nhé. Ngô Bình cười nói, đương nhiên không đùa ạ. Không lâu trước đây Ngô Bình vừa nghe Cổ Thanh Liên nói đến công trình này. Lúc đó Cổ Thanh Liên còn hỏi cậu có hứng thú làm không, mặc dù lợi nhuận trung bình nhưng kiếm tiền rất ổn định. Cậu gọi một cuộc điện thoại,
Chưa đến 5 phút người phụ trách ở bộ phận liên quan bắt đầu gọi cho công ty Y Phú Quốc, hỏi họ có muốn hợp tác không. Y Phú Quốc nhận được điện thoại vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ông ta biết thiếu niên trước mặt mình này cực kỳ không tầm thường, ông ta vội nói, Tiểu Bình, cháu đã giúp đỡ chú rất nhiều, cháu muốn chú cảm ơn cháu thế nào, cháu chỉ cần nói thôi. Ngô Bình cười nói, chú khách sáo rồi ạ, chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến đâu. Đường cao tốc phải sang năm mới chính thức thi công, trước đó chú còn phải giúp cháu một việc. Y Phú Quốc cười nói, Tiểu Bình cứ nói, dù cháu muốn đầu của chú cũng đem xuống cho cháu. Ngô Bình bật cười nói, cháu không muốn đầu chú đâu. Bên tỉnh có một khu vực, cháu muốn xây một sơn trang, chú là một chuyên gia trong ngành công trình, có thể giúp cháu lập kế hoạch không? Y Phú Quốc nói, chuyện này dễ thôi, công ty chú có bộ phận chuyên xây dựng các tòa nhà cao cấp. Chuyện của cháu cứ giao cho họ làm, chú đảm bảo sẽ làm cho sơn trang của cháu trở nên đẹp đẽ và chắc chắn. Ngô Bình, vâng, chú bảo người của bộ phận đó liên hệ với cháu dẫn họ đến đó tham quan. Y Mị cười nói, Ngô Bình, cậu giúp nhà tôi việc lớn như thế, tôi không có gì để cảm ơn cậu, tặng cậu món đồ quý giá của tôi nhé. Ngô Bình cảm thấy có hứng thú, ồ, gì thế? Y Mị kéo cậu vào trong phòng mình, mở ngăn kéo ra. Lấy một chiếc túi vải từ bên trong ra, mở túi vải ra, bên trong có một con rối hình người bằng gỗ màu đen, mặt ngoài tượng gỗ khắc đầy phù văn. Ngô Bình nhận lấy tượng gỗ, lập tức cảm nhận được sức mạnh đặc biệt phong ấn nó, trong tượng gỗ này hình như tiềm ẩn sức mạnh cực kỳ lớn. Cậu hỏi, thứ này ở đâu thế? Imi nói, khi tôi còn rất nhỏ, có một lần phát hiện nó ở trong nhà. Sau đó bố tôi thấy nó xấu xí, không may mắn nên đã ném nó đi. Nhưng không lâu sau, nó lại xuất hiện trong nhà tôi. Tôi đã ném nó đi 7, 8 lần nhưng lần nào nó cũng sẽ quay lại, sau đó bố tôi cũng thấy nó không có hại gì, hơn nữa còn cứu mạng tôi nên ông ấy để cho tôi giữ. Ngô Bình nói, nó còn cứu mạng cô. Imi gật đầu, năm 7 tuổi, tôi bất cẩn rơi xuống ao, cảm giác như mình sắp chết đuối thì vào. Lúc nguy hiểm nhất, tôi cảm nhận được có thứ gì đó túm lấy tôi rồi kéo tôi ra ngoài. Đến khi tôi tỉnh lại thì phát hiện tôi đang cầm tượng gỗ này trong tay. Một lần khác lúc tôi 12 tuổi, chiếc ô tô tôi đang ngồi bị tông vào đuôi, rơi xuống vực, nhưng tôi chẳng bị gì cả, thậm chí còn không bị thương ngoài da, nhưng tài xế đưa đón tôi đã chết. Lần gần đây nhất là nửa năm trước, tôi bị một con chó nhào vào cắn, kết quả tượng gỗ này bỗng rơi xuống đất, sau đó thất khiếu của con chó đó chảy máu, chết trong vài giây sau. Ngô Bình cười nói, nếu nó đã bảo vệ cô thì cứ giữ bên người đi, sao lại tặng tôi? Imi cười nói, bởi vì bây giờ cậu là bạn của tôi, nên tôi mới tặng cậu. Ngô Bình, vậy cô không tặng cho bạn khác sao? Imi lắc đầu, tôi không có bạn bè nào khác, cậu là người bạn đầu tiên của tôi. Ngô Bình cảm thấy kỳ lạ, cô không thích làm quen bạn bè sao? Vài em úp người khác lại gần tôi hoặc nói chuyện với tôi sẽ ngửi thấy mùi rất thối. Chỉ muốn nôn. Nhưng cậu thì không như vậy, dù cậu nói chuyện với tôi thế nào thì tôi đều cảm thấy rất thoải mái, thậm chí còn có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt. Ngô Bình như nghĩ gì đó, trong mắt cô, người thế tục đều có chút mùi hôi. Imi cười nói, Ngô Bình, cậu nhận lấy nó đi. Ngô Bình gật đầu, nói, vậy tôi không khách sáo nữa. Cậu nhận lấy tượng gõ, thì bỗng dùng lực nắm chặt, tượng gõ vỡ vụn. Bên trong có vô số luồng tiên quang tuôn ra, đều chui vào trong mũi miệng Y Mị. Giây tiếp theo, thân thể Y Mị xảy ra thay đổi rõ rệt, thân thể cô ấy lơ lửng trên không, gân cốt và da thịt đều có thay đổi nhỏ. Da rẻ cô ấy bắt đầu thay đổi, màu tóc cũng dần dần chuyển sang màu đỏ nhạt. Ngô Bình Khế cười nói, bên trong tượng gỗ này phong ấn sức mạnh kiếp trước của cô. Xem ra tu vi của cô cũng rất cao. Cậu canh giữ trước cửa. Quan sát thân thể Y Mị thay đổi từng chút một. Trong lúc đó Y Phú Quốc có đến mấy lần, cậu cũng không cho vào. Lúc mặt trời khuất núi, Y Mị bỗng mở bừng mắt, hơi thở cô ấy trở nên thâm sâu khó lường, quanh người có từng luồng khí vận lơ lửng, lúc này ngay cả Ngô Bình cũng không nhìn ra được rốt cuộc cô ấy có tu vi gì. Y Mị khẽ thở nhẹ, vẻ ngoài của cô ấy có sự thay đổi rõ ràng. Tướng mạo lúc trước trông bình thường thì lúc này cô ấy lại xinh đẹp như tiên tử. Rung động lòng người. Nhất là vóc dáng cô ấy lại có sự thay đổi thần kỳ hơn,
khiến đàn ông vừa nhìn thấy đã không thể rời mắt được. Cảm ơn, cậu khiến tôi nhớ ra ký ức kiếp trước sớm hơn 3 năm. Y Mị lên tiếng nói, âm thanh cũng thay đổi, trở nên uyển chuyển rung động. Ngô Bình, có người muốn tìm cô, nên mới sắp xếp đợt tuyển tú. Tôi đúng lúc gặp được nên mới tìm được cô, giúp cô khôi phục ký ức. Y Mị nhìn Ngô Bình, vốn dĩ cậu có thể khống chế tôi, phải biết là khống chế được một người chuyển thế thì có thể có được tài nguyên tích lũy của người đó. Ngô Bình cười nói, so với việc cướp lấy tài nguyên của cô thì tôi càng muốn kết bạn với cô hơn. Y Mị khẽ cười, nói cậu đúng là thú vị. Ngô Bình, hiện tại cô đã khôi phục được tu vi, thực lực lớn mạnh đủ tự bảo vệ mình rồi. Tôi không làm phiền cô nữa. Y Mị, gấp gì chứ? Cậu không muốn biết tôi là ai sao? Ngô Bình cười hỏi, cô muốn nói sao? Y Mị nói, mời ngồi. Ngô Bình ngồi xuống, Y Mị pha cho cậu một ấm trà, nó pê trước của tôi nửa đời đau khổ, không dễ dàng gì mới có được một cơ hội tu luyện thành tiên. Nhưng tôi gặp được một người đàn ông độc ác, anh ta lừa của tôi mọi thứ, còn muốn đưa tôi vào chỗ chết. Cũng may tôi nhanh trí, ngay lúc tôi bỏ mình thì đã dùng một món bảo bối bảo vệ thần hồn và tiên lực. Mà thứ anh ta muốn cũng không lấy được, trước lúc tôi chết đã giấu vào nơi tuyệt mật. Ngô Bình, cô không cần nói với tôi những chuyện này. Y Mị cười nói, cậu xem tôi là bạn bè, tôi sẽ không giấu gì cậu. Thứ đồ đó ẩn giấu một bí mật khổng lồ. Ngô Bình nói, tạm thời tôi không có hứng thú với bí mật này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 186.